Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 1701 Thiên Uy cũng là điên cuồng ngang ngạnh nhất, có khả năng làm long trời lở đất. Tiêu Chính Văn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy tiếng sấm vang vẳng ở nơi chân trời xa xôi. Mây đen che phủ kín trời, giữa mấy tầng mây là những tia lửa điện xanh ngắt không ngừng lóe sáng qua lại. A, đừng, đừng mà cậu chủ Trương, chúng tôi đều là người vô tội. Cậu chủ Trương, xin tha mạng, chúng tôi đều đến để chào đón cậu mà. Mấy chục doanh nhân giàu có của Giang Lăng sớm đã bị hiện tượng thiên văn này dọa sợ tới mức đái ra quần. Ngay cả Lạc Thiếu Tông cũng sợ tới mức không thốt ra được nửa chữ. Chỉ cần sấm sét lướt qua đỉnh đầu, một tia lửa điện đánh xuống là cả phòng bao đừng hòng có cơ hội sống tiếp. Anh Tiêu, Đàm Hiểu Vân cũng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Lúc này, xung quanh Tiêu Chính Văn đã bị đông cứng, đừng nói là cứu người khác, dù tự cử động cũng khó như lên trời. Uy lực của thiên tuyệt trận quả nhiên không tầm thường. Hừ, giờ Tiêu Chính Văn còn có thể cử động được sao? Cô có dập đầu 10 cái trước mặt hắn thì hắn cũng không cứu nổi cô đâu. Trương Nguyệt Đông đắc ý cười lớn. Hôm nay tất cả mọi người ở nơi này đều sẽ chết, hơn nữa còn nhất định phải chết. Tiêu Chính Văn chết là cái chắc, còn đám doanh nhân giàu có đến để chào đón hắn, ban nãy rõ ràng đều lộ ra vẻ châm biếm, chỉ dựa vào hành động này thì bọn họ có chết cũng không thể đền hết được tội. Trương Nguyệt Đông, mày đang tàn sát người vô tội. Tiêu Chính Văn miễn cưỡng quay đầu lại nhìn đám doanh nhân giàu có đang đứng trước cửa. Những người này đã làm gì sai? Tàn sát người vô tội ư? Trong đáy mắt Trương Nguyệt Đông lóe lên hai tia sáng, nói, bọn chúng là cái thá gì? Ở trong mắt tao, bọn chúng đều là loại tôm tép. Thế nhưng đám người này lại dám tỏ ra cười nhạo tao khi mày tới phòng bao. Hừ, bọn chúng đều cho rằng tao nhất định sẽ chết, đáng tiếc quá, thế sự vô thường. Cậu chủ tao vốn dĩ không định lấy mạng bọn chúng, thế nhưng bọn chúng lại làm tao quá thất vọng, thay vì giữ lại mạng sống cho bọn chúng, chỉ bằng để cho bọn chúng sớm ngày về cõi cực lạc. Trương Nguyệt Đông vừa dứt lời, lại một trận sấm sét vang lên. Lúc này, dường như cả đám người đang đi bộ trên quảng trường, bên ngoài khách sạn cũng nhìn thấy cảnh tượng vô cùng dị thường. Vô số tia lửa điện thô dài như cánh tay đang đan chéo với nhau, hơn nữa lại còn nuốt chửng lẫn nhau. Chưa đến 10 phút, mười mấy tia lửa điện đã dung hợp lại thành một con rắn điện thô như vại nước uốn éo cơ thể giữa không trung, phát ra thiên uy ầm ầm. Ban nãy bầu trời thành phố Gian Lăng vẫn còn quang đãng, lúc này gió lớn nổi lên, trên mặt sông còn dâng lên những ngọn sóng lớn con mười mấy mét, ngay cả thuyền đánh cá trên sông cũng bị đánh lật. Rầm rầm, một tia sét màu tím cuối cùng hình thành lao về vị trí mà Tiêu Chính Văn đang đứng chỉ trong nháy mắt. Chương 1702 thấy tia sét tím phóng thẳng vào cửa sổ, Tiêu Chính Văn khẽ nhắm mắt lại, cố gắng hết sức để đầu óc trống rỗng. Chỉ trong trạng thái trống rỗng, anh mới có thể nhớ lại cảm xúc trước đây. Tiêu Chính Văn đã từng sử dụng loại trận pháp này khi giao đấu với Đông Phương Ngạo Vũ, nhưng Tiêu Chính Văn vẫn không thể hiểu được ý nghĩa cốt lõi của trận pháp này. Chỉ có thể dựa theo cảm giác để thi triển trận pháp. Đương nhiên sẽ kém ổn định hơn so với Đông Phương Ngạo Vũ và Trương Nguyệt Đông. Thời gian còn lại của Tiêu Chính Văn càng lúc càng gấp rút, chỉ còn cách một phần nghìn giây. Có thể nói, chỉ cần tia sét tím kia đánh trúng Tiêu Chính Văn thì đừng nói anh là cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao, cho dù cao hơn một cấp thì cũng sẽ bị trọng thương. Suy cho cùng, thiên uy không phải là thứ mà sức người có thể chống lại được. Khoảnh khắc tia sét tím xuất hiện trong phòng bao. Hơn chục doanh nhân lớn đang quỳ dưới đất hóa thành xương máu trong chớp mắt. Chỉ từ cảnh tượng này cũng có thể biết được uy lực của tia sét tím mạnh thế nào. Loại thần uy hủy thiên diệt địa này cũng không thể làm cho tâm trí của Tiêu Chính Văn dao động nửa phần. Lúc này, cảm giác trống rỗng lại ập đến, trong lòng Tiêu Chính Văn không khỏi dao động. Một luồng sáng vàng đột nhiên phóng ra từ ngực Tiêu Chính Văn, sau đó từ từ lan tỏa, Tiêu Chính Văn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Ngay sau đó, ánh sáng khắp cơ thể Tiêu Chính Văn lan rộng. Đây chính là trận pháp mà Đông Phương Ngạo Vũ từng sử dụng. Dù Tiêu Chính Văn mới chỉ học được chút ít, chưa quen hẳn, nhưng cũng đủ để tiếp tia sét mà Trương Nguyệt Đông sử dụng trong trận pháp. Bùm, một làn khói trắng lan tỏa khắp nơi, chỉ có Đàm Hiểu Vân ở gần Tiêu Chính Văn nhất và được bảo vệ trong ánh sáng vàng là may mắn thoát nạn.
còn tất cả những doanh nhân giàu có đang quỳ trên hành lang gần như biến thành một làn xương máu trong chốc lát. Rầm, bùm bùm bùm, tia sét liên tiếp đánh thẳng vào Tiêu Chính Văn, nhưng dù có bao nhiêu tia sét đi chăng nữa thì tất cả chúng đều bị hút vào ánh sáng vào rồi biến mất. Tao, Trương Nguyệt Đông một giây trước còn huênh hoang, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này liền sững sờ. Hắn từng nhìn thấy uy lực của Thiên Tuyệt Trận, mặc dù chưa từng sử dụng nó với ai, nhưng có thể san bằng ngọn núi nhỏ cao mấy chục mét dưới chân núi Thiên Sơn trong chốc lát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1703. Tuy nhiên dùng nó đấu với Tiêu Chính Văn lại trở nên hoàn toàn vô dụng. Chuyện này không thể, không thể nào, khuôn mặt Trương Nguyệt Đông lộ vẻ hoảng sợ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hắn không phải là Đông Phương Ngạo Vũ, nhà họ Trương cũng không phải Hoa Sơn. Tổ tiên nhà họ Trương đã từng giải thích rất chi tiết về cách sử dụng Thiên Tuyệt Trận, vừa rồi Trương Nguyệt Đông chỉ dùng một phần, chứ chưa sử dụng toàn bộ sức mạnh. Hắn nghĩ rằng chỉ một tia sét cũng có thể khiến đầu Tiêu Chính Văn lìa khỏi xác. Xẹt, một tia sét bạc đột nhiên phóng tới. Trương Nguyệt Đông không để ý nên đã bị tia sét bạc đánh trúng giữa bụng, may mà có một làn ánh sáng xanh chắn phía trước, nếu không hắn đã bị con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn đâm xuyên qua người. Dù là như vậy, nhưng cơ thể Trương Nguyệt Đông cũng không tự chủ được bay ngược ra ngoài. Tuy nhiên, làn ánh sáng xanh kia không tan biến trong tích tắc như khi Tiêu Chính Văn và Đông Phương Ngạo Vũ giao đấu, mà lại vô cùng bền dẻo, bị kéo thành một đường cong. Choang, Trương Nguyệt Đông đâm vỡ cửa kính, cả người bay ra khỏi cửa sổ. Hả, Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày, cho đến khi cơ thể Trương Nguyệt Đông bay ra khỏi cửa sổ, làn ánh sáng xanh kia mới biến mất. Ồ, trong lòng Tiêu Chính Văn cảm thấy hơi tò mò, xem ra nhà họ Trương quả thực là có nền móng gì đó. Lúc này, cơ thể Trương Nguyệt Đông rơi thẳng từ tòa nhà cao 18 tầng xuống đất. Đám người xung quanh kinh ngạc kêu la. Ôi, có người rơi từ trên tầng xuống rồi. Mau tránh ra, mau gọi xe cứu thương. Nhưng lúc đám người đang kinh ngạc thì Trương Nguyệt Đông dùng sức vặn eo, tiếp đất bằng hai chân. Sau đó lùi lại vài bước, suýt ngã. Nhưng may là bám được vào chiếc ô tô màu đen đỗ bên cạnh, cho nên mới đứng vững. Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn cũng nhảy từng tầng 18 xuống. Dù sao thì Trương Nguyệt Đông cũng không phải là người bình thường, cho dù ngã xuống từ tầng 18 mà không có bất kỳ lực cản nào thì hắn cũng không hề bị thương. Bất kể là ai đạt tới cảnh giới thiên vương thì cơ thể cũng đã săn chắc hơn cả kim cương. Chương 1704 đừng nói là rơi xuống. Cho dù là dùng pháo kích nổ thì cũng sẽ không bị thương. Chính vì vậy Tiêu Chính Văn mới đuổi giết đến cùng. Trương Nguyệt Đông thấy Tiêu Chính Văn đến gần, đôi mắt hắn liền bùng lên hai luồng sáng. Tên họ Tiêu kia, lẽ nào mày định sống chết với tao thật sao? Lúc này Trương Nguyệt Đông đã tức giận đến cực điểm. Vừa rồi Tiêu Chính Văn không chết, ngược lại còn làm hắn bị thương, điều này đã khiến nhà họ Trương vô cùng mất mặt. Bây giờ, Tiêu Chính Văn lại không chịu buông tha, muốn giết hắn đến cùng, khiến Trương Nguyệt Đông ít nhiều cũng cảm thấy sợ hãi. Điều duy nhất khiến hắn dám khiêu chiến với Tiêu Chính Văn đó là hắn vẫn chưa dùng đến nửa sau của Thiên Tuyệt Trận. Có lẽ sau khi nửa sau của Thiên Tuyệt Trận được thi triển thì sẽ có hiệu quả không ngờ. Tay của mày đã dính đầy máu tươi, hôm nay, mày nhất định phải chết. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Mặc dù đám doanh nhân giàu có kia không phải là người tốt, nhưng bọn họ không liên quan đến chuyện này, hơn nữa còn nhiệt tình chạy đến đây đón tiếp Trương Nguyệt Đông. Vậy mà hắn lại giết hại tất cả đám người đó trong chớp mắt, đây chính là hành động mất nhân tính. Cho dù nhà họ Trương có cống hiến bao nhiêu cho Hoa Quốc thì cũng không thể coi thường tính mạng người khác như vậy được. Tiêu Chính Văn, mày thật sự nghĩ rằng tao chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Hừ, nói cho mày biết, trận pháp bí mật của nhà họ Trương đủ để giết chết loại gà chó như mày. Nói xong, Trương Nguyệt Đông trở nên vô cùng khí thế, chỉ một ngón tay lên trời, gầm lớn, hôm nay tao sẽ cho mày thấy Thiên Tuyệt Trận thật sự đáng sợ thế nào. Vù vù vù, Trương Nguyệt Đông vừa dứt lời, một cơn lốc xoáy cuộn trào, những đám mây trên bầu trời nhanh chóng tạo thành cơn lốc có đường kính hàng chục mét. Chưa nói tới người đi qua lại trên đường, ngay cả ô tô cũng bị cuốn bay lên không trung. Càng nhìn, Tiêu Chính Văn càng cảm thấy Tam Tuyệt Trận của nhà họ Trương giống với trận pháp vô danh mà Kim Long Vương đã thi triển.
lẽ nào trận pháp Kim Long Vương thi triển cho anh xem ngày hôm đó cũng bắt nguồn từ Tam Tuyệt trận do Tổ Long truyền lại? Nếu vậy thì chỉ cần đánh bại Trương Nguyệt Đông, ép hắn nói ra bí mật của Thiên Tuyệt trận thì có lẽ sẽ hóa giải được rất nhiều nghi vấn trong lòng anh. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Chính Văn liền nảy sinh một kế hoạch. Tiêu Chính Văn, mày chết đi! Trương Nguyệt Đông như con dã thú điên cuồng, tay điều khiển cơn lốc xoáy xẹt thẳng lên trời, nhanh chóng xông về phía Tiêu Chính Văn. Trong cơn lốc xoáy đó, có một tia sét mờ ảo, còn lại trong trung tâm cơn lốc tối đen như mực, không có chút ánh sáng, nên không thể nhìn ra được manh mối nào. Gừ, trong cơn lốc, dường như có tiếng rồng gầm vang, lao về phía Tiêu Chính Văn. Chương 1705 thật ra ngay cả Trương Nguyệt Đông cũng không ngờ sau khi rời khỏi nhà họ Trương ở Thiên Sơn thì Thiên Tuyệt trận lại có uy lực lớn như thế. Hắn nhớ rõ khi ở Thiên Sơn, hắn cũng từng sử dụng Thiên Tuyệt trận nhưng uy lực lại nhỏ hơn rất nhiều. Nhìn cơn lốc xoáy dữ dội như vậy, còn mang theo tia chớp và tiếng hú lao thẳng đến chỗ Tiêu Chính Văn. Trương Nguyệt Đông như thể đã thấy được cảnh tượng Tiêu Chính Văn chết thảm rồi. Xoẹt, bỗng dưng các vì sao trên bầu trời bỗng sáng rực, sau đó con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn phóng ra, một luồng sáng lao thẳng vào trung tâm cơn lốc xoáy. Phá, Tiêu Chính Văn hét lên một tiếng, một luồng sáng bắn vào con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn từ 9 tầng mây, con dao quân đội năm cạnh đâm xuyên vào trong cơn lốc xoáy. Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, sau đó trong cơn lốc xoáy trên trạm chân trời, dưới nối liền mặt đất vang lên một tiếng kêu bi thương. Sau đó cơn lốc xoáy đó suy yếu dần với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Trương Nguyệt Đông không dám tin nhìn cảnh tượng này, chỉ thấy một con dao quân đội năm cạnh vẽ ra một đường vòng cung vô cùng đẹp lao thẳng về phía mình. Bụp, lần này màn sáng màu xanh trước mặt Trương Nguyệt Đông cũng không thể ngăn con dao lại được, con dao quân đội năm cạnh đâm thẳng vào vai trái hắn. Phụt, một dòng máu bắn ra. Cơ thể Trương Nguyệt Đông không tự chủ văng ngược ra đằng sau. Tiếng bịch rõ to vang lên, Trương Nguyệt Đông đập mạnh người xuống đất, đau đến nỗi hắn gần như sắp nghẹt thở. Hắn đã kiêu ngạo thành quen ngay từ nhỏ, chưa từng bị thương nặng như thế, cả đầu vai trái sắp bị con dao quân đội năm cạnh đâm nát. Trương Nguyệt Đông còn chưa kịp bò dậy thì một bàn tay lớn rất có lực túm lấy bả vai còn lại của hắn. Răng rác, một âm thanh rõ to vang lên. Bả vai còn lại của Trương Nguyệt Đông cũng bị nghiền nát. Trương Nguyệt Đông đau đớn suýt ngất, cơ thể run lên không ngừng. Chương 1706 Tiêu Chính Văn, tha cho tôi đi. Tôi không dám nữa, anh tha cho tôi, giết tôi cũng chẳng có ích gì với anh, chúng ta không có thủ oán gì. Trương Nguyệt Đông run rẩy nói. Không có thủ oán gì ư? Tiêu Chính Văn cười khẩy nói, mày mạo danh tao đi khắp nơi làm chuyện ác. Mày còn dám nói giữa chúng ta không có thủ oán sao? Tiêu Chính Văn vừa nói vừa nhấc chân dẫm lên bàn chân Trương Nguyệt Đông. Lại một tiếng răng rắc do xương gãy vang lên, Trương Nguyệt Đông hét lên thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Lúc này hắn dường như cảm nhận được cái chết đang ở gần ngay trước mặt. Không, Tiêu Chính Văn, tôi sai rồi, tôi xin lỗi anh, tôi giao hết toàn bộ tài sản của tôi cho anh, đừng giày vò tôi nữa được không? Trương Nguyệt Đông khóc lóc cầu xin Tiêu Chính Văn. Đã đến nước này đừng nói là trận pháp, dù chỉ là nhấc cánh tay lên cũng là chuyện không thể nào với Trương Nguyệt Đông. Toàn bộ tài sản ư, mày nghĩ Tiêu Chính Văn tao là người rất thiếu tiền sao? Tiêu Chính Văn cúi đầu nhìn Trương Nguyệt Đông, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Vậy anh muốn gì, chỉ cần tôi có, tôi đều cho anh hết. Cầu xin anh tha cho tôi một mạng. Tôi nhất định sẽ về Thiên Sơn sám hối hết những lỗi lầm trước kia của mình. Tôi có thể thanh minh với cả Tỉnh Xuyên là tôi đã hủy hoại thanh danh của anh. Tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến Tiêu Chính Văn anh, được không? Trương Nguyệt Đông khóc lóc đảm bảo với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn híp mắt, cố ý giả vờ do dự nhìn Trương Nguyệt Đông. Thấy Tiêu Chính Văn tỏ ra do dự, sự thất vọng dưới đáy lòng Trương Nguyệt Đông bỗng dấy lên một tia hy vọng. Tiêu Chính Văn, tôi còn kỹ năng bí truyền của Tam Tuyệt Trận, ngay ở trên người tôi đây, tôi có thể đưa kỹ năng bí truyền Tam Tuyệt Trận cho anh, đây là tuyệt kỹ độc nhất mà nhà họ Trương chúng tôi truyền lại cho hàng trăm đời con cháu. Với thiên phú của anh, sau khi có Tam Tuyệt Trận nhất định có thể trở thành vô địch thiên hạ. Tiêu Chính Văn, chỉ cần anh đồng ý tha cho tôi lập tức đưa cho anh.
Trương Nguyệt Đông vì mạng sống mà chẳng màng đến bất kỳ thứ gì nữa. Với những người như Tiêu Chính Văn, tiền chỉ là một con số mà thôi, không có bất kỳ sức hấp dẫn nào. Chương 1707 thế nên Trương Nguyệt Đông mới nghĩ đến kỹ năng bí truyền của Tam Tuyệt Trận, có lẽ đây là thứ duy nhất khiến Tiêu Chính Văn do dự. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói với Trương Nguyệt Đông, ở đâu? Trương Nguyệt Đông thậm chí không kịp nghĩ nhiều đã vội vàng nói với Tiêu Chính Văn, ở trong mép quần lót của tôi, được may ở trên quần lót, anh có thể lấy bất cứ lúc nào. Nếu hai vai Trương Nguyệt Đông không bị nghiền nát thì hắn đã tự mình lấy ra rồi. Tiêu Chính Văn vươn tay ra kéo quần bên ngoài của Trương Nguyệt Đông ra, sau đó xé luôn cả quần lót của hắn. Có một miếng lụa trắng được may bên trong, trên đó viết chằng chịt nội dung quan trọng của Tam Tuyệt Trận bằng chữ viết cổ. Đọc lướt qua hai lần, Tiêu Chính Văn đã ghi nhớ hết những chữ viết cổ phức tạp này vào đầu. Tiêu Chính Văn, bây giờ anh có thể thả tôi đi được chứ? Trương Nguyệt Đông ngẩng đầu lên căng thẳng nhìn Tiêu Chính Văn. Nhưng vẻ mặt Tiêu Chính Văn lại chẳng hề hòa nhã. E là tao không thể thả mày được, nhưng có thể giữ cho mày toàn thây. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Cái gì, vừa nghe anh nói thế, Trương Nguyệt Đông nổi cáu. Chẳng phải đã nói là giao đồ ra thì Tiêu Chính Văn sẽ tha cho mình sao? Nhưng sao chuyện lại thế này, Tiêu Chính Văn hối hận rồi ư? Tiêu Chính Văn, mày đường đường là vua Bắc Lương, sao có thể nói không giữ lời thế chứ? Trương Nguyệt Đông hét đến khản cả cổ cứ như thể bố mẹ hắn vừa qua đời. Ồ, nhưng tại sao tao lại không nhớ mình từng đồng ý với mày cái gì nhỉ? Tiêu Chính Văn cười khẩy nhìn Trương Nguyệt Đông như đang nhìn tên ngốc. Mẹ kiếp, Trương Nguyệt Đông suýt thì nghiến nát răng, vừa rồi hắn vội quá nên không đợi Tiêu Chính Văn đảm bảo đã, nhưng lúc này hối hận cũng đã không kịp nữa rồi. Tiêu, không để Trương Nguyệt Đông lên tiếng. Con dao quân đội năm cạnh lóe lên tia sáng đâm về phía hắn. Phụt. Chương 1708 con dao quân đội năm cạnh đâm xuyên qua cơ thể hắn. Sau đó cắm thẳng xuống đất từ trán Trương Nguyệt Đông. Phụt, thi thể Trương Nguyệt Đông ngã ngược xuống đất, đến khi chết hắn vẫn trợn to hai mắt. Anh Tiêu, lúc này Đàm Hiểu Vân cũng chạy từ khách sạn ra, nhìn thấy thi thể trên mặt đất cũng khiếp sợ. Cô ta vội lùi về sau mấy bước. Nhìn Tiêu Chính Văn nói, anh Tiêu, chuyện này, không liên quan gì đến cô, về đi, đừng tự tìm đến cái chết nữa, tên này đã chết thay cô rồi. Tiêu Chính Văn bình thản nói, anh Tiêu, tôi phải cảm ơn anh thế nào đây? Lúc này Đàm Hiểu Vân thật sự không biết nên thể hiện sự biết ơn của mình với Tiêu Chính Văn như thế nào. Nếu không có Tiêu Chính Văn thì hiện giờ cô ấy đã chết rồi, có thể là ngay cả nhà họ Đàm đã không còn tồn tại nữa. Không cần cảm ơn, cô về đi. Tiêu Chính Văn khẽ vỗ vai Đàm Hiểu Vân nói. Đúng lúc này vài chiếc xe thương mại màu đen chạy như bay đến, vừa đến gần một ông lão đã nhảy xuống xe, sải bước nhanh chân đi đến trước mặt Trương Nguyệt Đông. Cậu chủ Trương. Ông lão hoảng sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chính Văn nói. Tiêu Chính Văn, lần này cậu gây ra họa lớn rồi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng đánh giá ông lão trước mặt. Nói Tiêu Chính Văn tôi không biết đã gây nên họa gì, tên Trương Nguyệt Đông này giả mạo tôi đi làm việc xấu khắp nơi, rốt cuộc hắn có âm mưu gì. Mặc dù Tiêu Chính Văn tôi cũng chẳng phải nhân vật lớn gì, thế nhưng cũng là vua Bắc Lương của Hoa Quốc, hắn đã phạm phải tội khinh nhờn vương pháp, theo luật thì phải giết hết cả nhà. Tôi chỉ giết một mình hắn là đã nương tay lắm rồi. Nói xong, Tiêu Chính Văn chẳng buồn quay đầu lại, phất tay áo bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng càng lúc càng xa dần của Tiêu Chính Văn, ông lão siết chặt nắm đấm kêu lên răng rắc. Ngay cả Trương Nguyệt Đông cũng không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn, cụ ta mà xông lên thì chẳng khác gì nộp mạng. Chương 1709 ông Liễu, làm sao đây, nếu như nhà họ Trương ở Thiên Sơn biết cậu chủ Trương chết không rõ ràng như vậy, nhất định sẽ trách tội. Lúc này, một thanh niên đứng phía sau lưng ông Liễu tiến lên trước nói. Vô cực môn của chúng ta không thể thay thằng danh Tiêu Chính Văn gánh họa được. Đi, bảo bọn họ chuẩn bị cáng đưa thi thể của cậu chủ Trương về Thiên Sơn một cách ổn thỏa, nhất định phải nói với nhà họ Trương, nói tới đây, ông lão hơi ngừng lời, rồi lại xua tay nói, bỏ đi, tôi tự mình đi. Chuyện lớn như vậy, ông Liễu không dám cho người dưới trướng mình chuyển lời, lỡ như nói sai một câu thì vô cực môn sẽ gặp phải họa lớn. Chẳng mấy chốc. Mấy thanh niên đã bước xuống từ chiếc xe phía sau,
cầm theo cáng đơn, đặt xác Trương Nguyệt Đông lên trên đó rồi đưa vào trong xe. Sau đó, mấy chiếc xe thương vụ màu đen nghênh ngang rời đi, cứ như tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Thế nhưng, hôm đó Giang Lăng lại trở nên náo loạn. Gia chủ và người thừa kế của mười mấy gia tộc giàu có nức tiếng đều chết hết cả. Thậm chí còn chẳng sống sót dù chỉ một người. Ngay cả con trai Lạc Thiếu Tông của tỷ phú cũng chết thảm bên trong khách sạn. Tin tức này vừa truyền ra ngoài đã lập tức làm bùng nổ cả xã hội thượng lưu Giang Lăng. Đồng thời, chủ tịch Lữ với tư cách là đương sự lại càng giấu kín chuyện này như bưng, ngay cả một chữ cũng không dám tiết lộ ra bên ngoài. Không phải ông ta không muốn mà là ông ta không dám. Một bên là vua Bắc Lương Lập biết bao công trạng hiển hách cho Hoa Quốc, một bên là nhà họ Trương ở Thiên Sơn đã bảo vệ cho phần mộ tổ long cả nghìn năm nay. Bên nào cũng không thể động vào. Tối ngày hôm đó, chủ tịch Lữ vội vàng hồi báo chuyện này về Long Kinh. Sau khi phía Long Kinh nhận được tin này thì cũng hết sức kinh ngạc. Tổng tư lệnh Dương Thành Vũ phụ trách các vụ án hình sự trên cả nước đã tới Thiên Tử Các ngay trong đêm để báo cáo lại cho Thiên Tử tin mật báo này. Dương Thành Vũ, đã muộn như vậy rồi, tin tức quan trọng gì vậy, không thể đợi đến ngày mai sao? Thiên Tử đặt cuốn sổ trong tay xuống với dáng vẻ mệt mỏi, vừa nhận lấy bản mật báo đó vừa nói. Thiên Tử, anh xem đi rồi sẽ biết ngay thôi. Tôi không dám nói. Dương Thành Vũ đã sợ tới mức mặt mày trắng bệch, anh ta không dám nhắc đến dù chỉ là một chữ bên trong bản mật báo này. Thiên Tử liếc nhìn Dương Thành Vũ, sau đó mở bản mật báo ra, vừa mới đọc được hai dòng thì cũng hít sâu, toàn thân ớn lạnh. Chương 1710 Tiêu Chính Văn động đến người của nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Nhà họ Trương ở Thiên Sơn cũng có quan hệ vô cùng mật thiết với Võ Thần Tông. Tiêu Chính Văn làm như vậy chẳng khác gì đắc tội với cả Võ Thần Tông và nhà họ Trương cùng một lúc. Sau lưng hai thế lực này đều có Thiên Sơn đứng đầu năm đại danh Sơn làm hậu thuẫn. Hả, Thiên Tử xem xong thì chân mày cũng không tự chủ được mà nhíu chặt. Chuyện khác thì dễ nói, chỉ riêng chuyện có liên quan đến cái chết của Trương Nguyệt Đông là không có cách nào ăn nói với nhà họ Trương. Dù Tiêu Chính Văn có đánh Trương Nguyệt Đông tới mức tàn phế thì Thiên Tử cũng có thể lấy hành vi trái pháp luật của Trương Nguyệt Đông ra làm lý do và dẹp yên chuyện này. Thiên Tử, ông Liễu của Vô Cực Môn đã cử người đưa xác về rồi, chỉ vài hôm nữa là nhà họ Trương ở Thiên Sơn sẽ hay tin và nhanh chóng có tính toán ngay thôi. Dương Thành Vũ thấp giọng nói. Tôi biết rồi, Thiên Tử nặng nề thở dài một hơi, sao anh ta lại không biết lần này Tiêu Chính Văn đã gây ra tai họa lớn tới mức nào chứ? Bảo Tần Vũ nhanh chóng tới gặp tôi, Thiên Tử nói với nhân viên đang đứng bên cạnh mình. Người đó vội vàng chạy nhanh ra khỏi Thiên Tử Các, Thiên Tử xoay đầu liếc nhìn Dương Thành Vũ rồi khẽ xua tay nói cậu về trước đi. Vâng, Dương Thành Vũ cũng không dám nói nhiều, càng không muốn tham gia vào chuyện này, vậy nên cũng vội vàng bước nhanh ra ngoài. Nửa tiếng đồng hồ sau, Tần Vũ mới rảo bước tiến vào trong Thiên Tử Các. Thiên Tử, Tần Vũ tiến lên trước một bước. Vừa hành lễ vừa nói. Xem cái này đi, lần này Tiêu Chính Văn thật sự gây ra họa lớn rồi. Thiên Tử đưa bản mật báo đó cho Tần Vũ, nói. Tần Vũ nhận lấy bản mật báo mà Thiên Tử đưa cho, vừa mới liếc qua đã sợ hãi hai tay run lẩy bẩy, làm rớt luôn cả bản mật báo xuống đất. Chuyện này nên tính sao đây? Nhà họ Trương không giống như nhà họ Đông Phương đâu. Tần Vũ nhất thời cũng hơi hoảng loạn. Từ trên xuống dưới cả Hoa Quốc, có ai là không biết tới đặc quyền của nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Dù Tiêu Chính Văn có là vua Bắc Lương, nếu như giết người nhà họ Trương, bọn họ tìm tới báo thù thì cả Hoa Quốc cũng không ai được can dự vào. Chương 1711 nhà họ Trương đã tồn tại cả nghìn năm nay, nền móng thâm sâu của họ đâu phải là thứ mà một mình Tiêu Chính Văn có thể đấu lại được. Thiên Tử, chuyện này anh định, Tần Vũ nhíu mày hỏi. Hiện giờ không chỉ Thiên Tử bó tay hết cách, mà ngay cả Tần Vũ cũng chẳng có cách gì. Chúng ta không tiện can dự trực tiếp vào chuyện này, nhưng vẫn nên chuẩn bị một chút, đi thông báo cho Tiêu Chính Văn, bảo cậu ta phải hết sức cẩn thận. Hơn nữa, Thiên Tử đi qua đi lại trong phòng, trầm giọng nói, nếu có khả năng thì cử người bảo vệ Tiêu Chính Văn. Tần Vũ cười gượng gạo, cử người bảo vệ ư, bất luận là Võ Thần Tông hay nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Nếu như cử người đi giết Tiêu Chính Văn thì sao có thể là mấy tên yếu kém chứ? Hắc băng đài căn bản không có cao thủ nào có thể ngăn chặn được loại người này. Rõ,
Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, thế nhưng bất luận thế nào, Tần Vũ cũng chỉ có thể thực thi mệnh lệnh của thiên tử một cách vô điều kiện. Mà lúc này, Tiêu Chính Văn cũng đã trở về Giang Trung. Bên trong biệt thự nhà họ Tiêu, một mình Tiêu Chính Văn ngồi trong phòng sách, cẩn thận viết lại một bản về tam tuyệt trận mà anh có được trên người Trương Nguyệt Đông khi trước. Vừa xem, Tiêu Chính Văn vừa lặng lẽ cau mày. Trận pháp của tam tuyệt trận vô cùng phức tạp, hơn nữa, bên trong tam tuyệt trận lại rất hay nhắc đến hai chữ từ trường. Nhìn thấy hai chữ này, ngay cả Tiêu Chính Văn cũng kinh ngạc, người của cả nghìn năm trước mà cũng biết tới từ trường ư. Quả thực, dựa theo khoa học kỹ thuật hiện đại mà nói, trong cơ thể con người vốn dĩ đã có từ trường, loại từ trường này không giống với từ trường của thế giới bên ngoài. Trương Nguyệt Đông rõ ràng đã sử dụng từ trường mà giới tự nhiên có sẵn, vậy nên mới có thể tạo ra sấm sét. Thế nhưng, lại nhìn những miêu tả về địa tuyệt trận và nhân tuyệt trận, rõ ràng kiểu lý giải này của Trương Nguyệt Đông là sai lầm. Bởi vì bất luận là địa tuyệt trận hay nhân tuyệt trận thì cũng chưa từng vượt qua được tự nhiên. Cũng có thể nói là từ trường tách rời khỏi thế giới tự nhiên. Vậy cũng là nói, trong cơ thể con người vốn dĩ đã có từ trường. Hừ, Tiêu Chính Văn càng nhìn lại càng cảm thấy rất huyền diệu. Lại liên tưởng tới Kim Long Vương mà anh gặp được khi trước, trận pháp mà ông cụ thể hiện ra là một điều kỳ diệu áp đảo cả trời đất. Sao mặt trăng, mặt trời và các ngôi lại có thể bị con người kiểm soát? Nếu như từ trường khống chế thế giới bên ngoài thì con người căn bản không có năng lực lớn tới thế. Quả nhiên, Tiêu Chính Văn thầm nghĩ tới một câu trong Thiên Sơn Thư Lục, con người quyết định tự nhiên. Chương 1712. Trong Thiên Sơn Thư Lục, tổng cộng có 6 chỗ từng xuất hiện 6 chữ này, nhưng trước đây Tiêu Chính Văn luôn cho rằng đây là lời khích lệ người đến sau. Tuy nhiên, sau khi kết hợp với miêu tả tam tuyệt trận, Tiêu Chính Văn lập tức biết rằng có một điều gì đó huyền bí. Cái gọi là con người quyết định tự nhiên chắc chắn có nghĩa là trong cơ thể con người, bao gồm vạn vật đều tương thông với vũ trụ. Do đó, con người thực sự được kết nối với vũ trụ. Vì vậy, một bầu trời duy nhất có thể bao phủ cả vũ trụ, nếu tiềm năng của cơ thể con người được phát triển, thì có thể đánh bại bầu trời. Đó cũng chính là cái gọi là tự nhiên. Tiêu Chính Văn chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong phòng làm việc. Lúc này, Độ Thiên Chân Nhân bưng một chén trà đưa tới bàn bên cạnh Tiêu Chính Văn, mời chủ nhân dùng trà. Ừ, vợ tôi ngủ chưa? Tiêu Chính Văn hỏi. Mấy ngày nay, hộ lý luôn yêu cầu cô ấy ngủ trước 8 giờ. Có lẽ, Độ Thiên Chân Nhân ngẩng đầu lên, liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi nói, cô ấy đã ngủ từ sớm rồi. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, đưa mảnh giấy mà anh đã viết lại cho Độ Thiên Chân Nhân. Độ Thiên, ông xem thử cái này đi, trước đây mấy chục năm ông từng xuất gia học đạo, có lẽ ông hiểu về thứ này hơn tôi. Độ Thiên Chân Nhân nhận lấy, cẩn thận xem vài lần rồi lại lắc đầu, chủ nhân, cái này, phức tạp quá, tôi cũng không hiểu lắm, nhưng trong này có hai chữ quan trọng nhất. Hai chữ nào? Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn Độ Thiên Chân Nhân. Cậu xem, từ trường được đề cập đến ở nhiều nơi, nhưng tôi cho rằng chữ dẫn này mới là quan trọng nhất. Vì từ trường ở đâu cũng có, ngoài tự nhiên có, trong cơ thể cũng có, nếu không máu sẽ không thể lưu thông, cũng không thể hít thở được. Vậy thì cần phải dẫn từ trường bên trong cơ thể hay từ trường bên ngoài cơ thể, đây mới là điểm mấu chốt. Hơn nữa cái gọi là thiên tuyệt, địa tuyệt và nhân tuyệt, cũng chỉ tách ra bởi con người, bởi vì ba thứ này nếu liên kết lại với nhau thì vô cùng thông suốt. Thông suốt, Tiêu Chính Văn lấy mảnh giấy, xóa tất cả tên tam tuyệt đi. Ồ, Tiêu Chính Văn xem lại lần nữa, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Thì ra ý nghĩa trên đó lại là hạ phẩm dẫn sấm sét trời đất, có thể hủy diệt vạn pháp. Trung phẩm dẫn cơ hội tự nhiên, có thể thu phục tứ hải. Thượng phẩm tự phát tại tâm, có thể nhiếp phục thiên công. Điều này chẳng phải trùng khớp với câu con người quyết định tự nhiên sao? Chương 1713. Trong Thiên Sơn Thư Lục, tổng cộng có 6 chỗ từng xuất hiện 6 chữ này, nhưng trước đây Tiêu Chính Văn luôn cho rằng đây là lời khích lệ người đến sau. Tuy nhiên, sau khi kết hợp với miêu tả tam tuyệt trận, Tiêu Chính Văn lập tức biết rằng có một điều gì đó huyền bí. Cái gọi là con người quyết định tự nhiên chắc chắn có nghĩa là trong cơ thể con người, bao gồm vạn vật đều tương thông với vũ trụ. Do đó, con người thực sự được kết nối với vũ trụ. Vì vậy, một bầu trời duy nhất có thể bao phủ cả vũ trụ, nếu tiềm năng của cơ thể con người được phát triển,
thì có thể đánh bại bầu trời. Đó cũng chính là cái gọi là tự nhiên. Tiêu Chính Văn chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong phòng làm việc. Lúc này, Độ Thiên Chân Nhân bưng một chén trà đưa tới bàn bên cạnh Tiêu Chính Văn, mời chủ nhân dùng trà. Ừ, vợ tôi ngủ chưa? Tiêu Chính Văn hỏi. Mấy ngày nay, hộ lý luôn yêu cầu cô ấy ngủ trước 8 giờ. Có lẽ, Độ Thiên Chân Nhân ngẩng đầu lên, liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi nói, cô ấy đã ngủ từ sớm rồi. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, đưa mảnh giấy mà anh đã viết lại cho Độ Thiên Chân Nhân. Độ Thiên, ông xem thử cái này đi. Trước đây mấy chục năm ông từng xuất gia học đạo, có lẽ ông hiểu về thứ này hơn tôi. Độ Thiên Chân Nhân nhận lấy, cẩn thận xem vài lần rồi lại lắc đầu, chủ nhân, cái này, phức tạp quá, tôi cũng không hiểu lắm, nhưng trong này có hai chữ quan trọng nhất. Hai chữ nào? Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn Độ Thiên Chân Nhân. Cậu xem, từ trường được đề cập đến ở nhiều nơi, nhưng tôi cho rằng chữ dẫn này mới là quan trọng nhất. Vì từ trường ở đâu cũng có. Ngoài tự nhiên có, trong cơ thể cũng có, nếu không máu sẽ không thể lưu thông, cũng không thể hít thở được. Vậy thì cần phải dẫn từ trường bên trong cơ thể hay từ trường bên ngoài cơ thể, đây mới là điểm mấu chốt. Hơn nữa cái gọi là thiên tuyệt, địa tuyệt và nhân tuyệt, cũng chỉ tách ra bởi con người, bởi vì ba thứ này nếu liên kết lại với nhau thì vô cùng thông suốt. Thông suốt, Tiêu Chính Văn lấy mảnh giấy, xóa tất cả tên tam tuyệt đi. Ồ! Tiêu Chính Văn xem lại lần nữa, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Thì ra ý nghĩa trên đó lại là hạ phẩm dẫn sấm sét trời đất, có thể hủy diệt vạn pháp. Trung phẩm dẫn cơ hội tự nhiên, có thể thu phục tứ hải. Thượng phẩm tự phát tại tâm, có thể nhiếp phục thiên công. Điều này chẳng phải trùng khớp với câu con người quyết định tự nhiên sao? Chương 1714. Được, nói hay lắm. Tiêu Chính Văn gật đầu. Chủ nhân. Dẫn ở đây, tôi nghĩ là dẫn từ trường của chính mình chứ không phải bên ngoài. Độ Thiên Chân Nhân chậm rãi nói. Lại đây, Tiêu Chính Văn nói rồi kéo Độ Thiên Chân Nhân cùng bước ra khỏi phòng làm việc, ra ngoài sân. Hai người họ dựa theo cái gọi là dẫn đó tiến hành một cuộc diễn tập. Lúc này, trước cửa một ngôi nhà lớn dưới chân núi Thiên Sơn, hơn chục chiếc xe thương vụ lần lượt dừng lại, ông Liễu ra lệnh cho người khiêng thi thể Trương Nguyệt Đông, bước lên gõ cửa. Cửa nhà họ Trương không phải ai cũng có thể chạm vào, phải mất cả nửa tiếng đồng hồ sau, một ông lão mới ngạo mạn bước ra. Ai mà dám to gan vậy? Ông lão vừa xuất hiện đã lớn tiếng chất vấn. Tôi là Liễu Nguyên Long, môn chủ vô cực môn, đặc biệt đến bái sơn. Vừa nói, ông Liễu vừa quỳ xuống trước mặt ông lão. Đến những nơi khác, chỉ có thể nói là đến thăm, nhưng đến nơi đây thì nhất định phải nói là đến bái sơn. Bởi vì trong Thiên Sơn, còn có cả nghĩa trang của Tổ Long. Bái Sơn cũng chính là bái Tổ Long. Liễu Nguyên Long, ông tới đây làm gì? Ông lão nhìn ông Liễu, trầm giọng hỏi. Ông Liễu nghe xong câu hỏi liền vội vàng ngẩng đầu lên nói, cậu chủ Trương chết thảm ở Giang Lăng, tôi đến để báo tang cho nhà họ Trương. Báo tang, ông lão nghe xong liền trợn trừng mắt, kéo Liễu Nguyên Long từ dưới đất lên, sốt ruột nói, cái gì? Ông nói ai chết ở Giang Lăng? Ông Liễu dùng mình sợ hãi, vội vàng chỉ vào cáng, cậu chủ Trương, Trương Nguyệt Đông. Hả, sắc mặt của ông lão thay đổi sau khi nghe thấy ba chữ Trương Nguyệt Đông. Đó là người thừa kế tương lai của nhà họ Trương. Ở đâu? Ông lão nói xong liền chạy nhanh về phía xe thương vụ. Ở đây, ông Liễu nói rồi đưa ông lão đến bên cáng. Nhìn thấy hai vai Trương Nguyệt Đông gãy nát, trên trán còn có một lỗ máu. Ông lão khẽ nhắm mắt lại, thở dài. Theo tôi, chương 1715. Một lúc sau, ông lão mới mở mắt, trầm giọng nói. Ông lão dẫn Liễu Nguyên Long và xác của Trương Nguyệt Đông sải bước vào khu biệt thự nhà họ Trương. Sau khi đi khoảng nửa tiếng qua các dãy hành lang, cuối cùng cũng đến một tòa nhà nguy nga dưới chân núi. Đợi đã, nói xong, ông lão bước lên bậc thềm, tiến vào sảnh lớn. Không bao lâu sau, ông lão đi ra, nói với Liễu Nguyên Long ở ngoài cửa, đưa thi thể cậu chủ Trương vào đi. Liễu Nguyệt Long vội vàng ra hiệu cho đám đệ tử của vô cực môn, nhanh chóng đi theo ông lão vào sảnh lớn. Lúc này, một ông lão tóc bạc phơ ngồi giữa sảnh lớn. Hai hàng lông mày trắng của ông lão dài rũ qua vai. Đôi mắt già nua đục ngầu chậm rãi mở ra, lúc nhìn thấy thi thể của Trương Nguyệt Đông, liền trở nên lạnh lùng.
Nguyệt Đông, giọng nói lạnh lùng của ông lão như phát ra từ địa ngục. Ông Trương, tôi đến muộn, cậu chủ Trương bị thằng nhãi Tiêu Chính Văn kia tàn nhẫn sát hại ở Giang Lăng. Liễu Nguyên Long quỳ xuống trước mặt ông lão. Nhưng ông lão không hề quan tâm đến lời cụ ta nói, chỉ đứng dậy, bước nhanh đến chỗ cáng. Lúc này, không khí trong sảnh lớn giảm xuống mức đóng băng. Người nhà họ Trương bị giết hại. Trong mấy nghìn năm qua, Trương Nguyệt Đông là người đầu tiên của nhà họ Trương bị giết, hơn nữa còn là người thừa kế. Ai mà dám to gan như vậy? Dám giết người của nhà họ Trương? Ông lão khàn giọng hỏi. Ông lão không hề quan tâm đến chuyện vì sao Trương Nguyệt Đông lại chết. Là Tiêu Chính Văn, vua Bắc Lương, Liễu Nguyệt Long vội vàng trả lời. Hay lắm, ông lão lông mày trắng gật đầu chế nhạo, chẳng lẽ nhà họ Trương đã thất thế đến mức ai cũng dám giết hại con cháu nhà họ Trương? Lẽ nào bọn chúng cho rằng nhà họ Trương chỉ dựa vào công lao và thành tích để tồn tại sao? Cụ tổ, chuyện này cần phải bàn bạc lại rồi mới quyết định được. Mặc dù Tiêu Chính Văn thuộc thế hệ sau, nhưng thân phận của Tiêu Chính Văn ở Hoa Quốc không hề thấp, đặc biệt là cậu ta còn hợp sức với thiên tử để loại bỏ ông Lạc. Nói cách khác, cậu ta có ơn với thiên tử, hơn nữa việc Tần Vương mưu phản thất bại cũng liên quan đến Tiêu Chính Văn. Giết cậu ta để báo thù không phải là không thể, nhưng phải có đủ lý do, bằng chứng mới được, nếu không, với duy danh của cậu ta, ông lão còn chưa kịp nói xong, ông lão lông mày trắng đã giễu cợt, uy danh ư. Ở Hoa Quốc này có ai dám so uy danh với nhà họ Trương chúng ta chứ? Người đâu, gọi Trương Đạo Linh đến gặp tôi. Trương 1716. Trương Đạo Linh, người duy nhất của nhà họ Trương ở Thiên Sơn hoạt động trong giới thế tục. Người này đã có tiếng xấu từ lâu, mấy chục năm trước hai tay người này đã dính đầy máu. Trước đó từng có một tông chủ võ tông chỉ vì lời nói hơi xem thường nhà họ Trương mà bị Trương Đạo Linh tìm đến tận nhà, diệt cả tông môn. Lúc đó thật sự là cảnh tượng máu chảy thành sông, thi thể chất thành núi. Từ đó về sau Trương Đạo Linh nổi danh. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên mặc trang phục đạo nhân, tay cầm thanh kiếm thất tinh tăng môn, sắc mặt u ám sải bước đi vào sảnh lớn. Khi cụ ta nhìn thấy cái cáng trên mặt đất và thi thể Trương Nguyệt Đông nằm trên đó, ánh mắt cụ ta lóe lên tia sáng lạnh lùng. Trương Đạo Linh xin kính chào cụ tổ. Dứt lời, Trương Đạo Linh quỳ xuống trước mặt ông lão có đôi mày trắng. Cậu đã nhìn thấy rồi đó, người thừa kế nhà họ Trương bị sát hại tàn nhẫn, tam tuyệt trận của nhà họ Trương cũng đã mất. Hàng nghìn năm trở lại đây, di vật tổ long bất cứ lúc nào cũng bị người ta giành mất bằng cách này. Ánh mắt ông lão lóe lên vẻ lạnh lùng, vẻ mặt hơi già nua nhưng vẫn toát sức sống bừng bừng. Ồ, ông Liễu bên cạnh nhìn thấy sự thay đổi này không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Quả nhiên cụ tổ nhà họ Trương này không tầm thường, thực lực của cụ ta tuyệt đối không ở cảnh giới thiên vương mà hẳn là ở cảnh giới thiên thần. Cụ tổ, nên tiêu diệt người này để giữ vững thanh thế của nhà họ Trương. Trương Đạo Linh trầm giọng nói. Sao có thể dễ dàng để người ngoài khinh thường uy nghiêm của nhà họ Trương được chứ? Dù là thiên tử hay năm đại danh Sơn cũng phải nể mặt nhà họ Trương mấy phần. Thiên Sơn thì thế nào? Hoa Sơn đã làm sao? Đừng nói là giết chết con nối dõi của nhà họ Trương, năm đại danh Sơn cũng không có lá gan sỉ nhục nhà họ Trương nữa là. Mặc dù võ tông Hoa Quốc dựa vào năm đại danh Sơn nhưng cội nguồn ban đầu của năm đại danh Sơn lại là Tổ Long. Chương 1717. Tổ Long đã chết thì nhà họ Trương đại diện cho Tổ Long. Thế nên Hoa Quốc cũng có một quy định bất thành văn về phép tắc, lễ nghi. Khi đối phương hỏi đến tên tuổi thì tất cả những họ khác đều phải lịch sự đáp lời bằng hai chữ xin thưa. Chỉ có người nhà họ Trương là không cần nói hai chữ này, chỉ vì vốn dĩ họ Trương đã hết sức cao quý. Chuyện này giao cho cậu giải quyết, người giết cháu của tôi tên là Tiêu Chính Văn, trong vòng nửa tháng phải đem đầu và tim hắn về đây tế lên cháu trai tôi. Ông lão lạnh lùng nói. Tuân lệnh, nói xong, Trương Đạo Linh chắp tay lại ông lão ba vái. Sau đó cầm kiếm thất tinh tang môn lên bước ra ngoài. Hai, ông Trương, tôi chạy đến báo tang cho ông, bây giờ đã xong chuyện rồi, tôi xin phép về trước. Liễu Nguyên Long kính cẩn cúi chào ông lão có đôi lông mày trắng. Ông lão đảo mắt nhìn Liễu Nguyên Long, đáy mắt đục ngầu lập tức trở nên trong veo, mỉm cười nói, Liễu Nguyên Long, tôi đã hiểu tâm ý của ông,
nhà họ Trương không chỉ không truy cứu vô cực môn của ông mà ngược lại, sau này ai dám làm nhục vô cực môn của ông thì ông đều có thể nói nhà họ Trương chống lưng. Cảm ơn cụ tổ, Liễu Nguyên Long quỳ xuống trước mặt ông lão ra sức dập đầu mấy cái. Cụ ta không ngờ một hành động không có ẩn ý sâu xa gì của mình lại đem đến lợi ích lớn như vậy cho vô cực môn. Sau khi ra sức cảm ơn ông lão, Liễu Nguyên Long mới nhanh chân rời khỏi sảnh lớn. Vẫn là ông lão vừa rồi dẫn cụ ta vào đưa Liễu Nguyên Long rời khỏi nhà họ Trương. Chiều ngày hôm đó, dường như tất cả các phương tiện truyền thông đều cùng lúc lên tiếng phê phán vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn thay nhà họ Trương. Chỉ trong một chốc, Internet và các phương tiện truyền thông lớn cũng đều lên tiếng chỉ trích Tiêu Chính Văn. Ngay lập tức người dân cả Hoa Quốc đều bàn tán sôi nổi. Trương Đạo Linh là ai? Người dân bình thường có mấy người biết đến thân phận của cụ ta. Nhưng Tiêu Chính Văn lại là anh hùng trong mắt của họ. 7 ngày sau, Trương Đạo Linh đại diện cho nhà họ Trương đích thân đến Giang Trung gặp Tiêu Chính Văn. Lúc này trên một trang web nào đó, một người có tên là người nhà họ Trương lên tiếng. Chương 1718. Mặc dù câu nói này khá bình thường nhưng lượng tin tức ẩn trong câu nói quá lớn. Nhìn thấy bài viết này, mấy trưởng lão ở Dược Vương Cốc đều không thể ngồi yên được nữa. Tiêu Chính Văn ơi là Tiêu Chính Văn, lần này cậu chọc phải người không nên chọc rồi. Trương Đạo Linh đích thân xuống núi tìm cậu, cậu còn có thể nhảy nhót được mấy ngày nữa đây. Đại trưởng lão, cuối cùng chúng ta cũng có thể hết chịu khổ rồi. Đúng thế, giết Trương Nguyệt Đông, cậu ta chắc chắn sẽ chết. Phải, lần này ngay cả Võ Tông và Liên Minh Võ Thuật đều sẽ chiến đấu đến cùng với cậu ta, không biết có thể xin ý kiến cốc chủ, chúng ta, mấy vị trưởng lão càng muốn thử. Đại trưởng lão cũng cho rằng nên như thế, do dự một lúc lâu sau, ông ta mới sải bước đi ra sân sau. Lúc này ngay cả Dược Sư Hoàng cũng đang chú ý đến sự thay đổi tình hình của sự việc. Cho đến giờ, đừng thấy trên mạng và các truyền thông đều chỉ trích Tiêu Chính Văn mà lầm, cả hai nhân vật quan trọng đều chưa có ai lên tiếng. Một là thiên tử lãnh đạo Hoa Quốc còn chưa lên tiếng phát biểu một chữ về chuyện này. Mặc dù đây là mâu thuẫn giữa người dân với nhau nhưng địa vị của Tiêu Chính Văn khá đặc biệt, ảnh hưởng đến lợi ích được và mất của thiên tử các. Lúc này thiên tử không lên tiếng, các quan chức cũng chẳng nói gì, vậy thì thái độ đã rất rõ ràng, họ đều đứng về phía Tiêu Chính Văn. Một người khác chính là Võ Thí Thiên của Võ Thần Tông. Nghe nói giữa Võ Thần Tông và Thiên Sơn có mối quan hệ khăng khít, Trương Nguyệt Đông bị giết, lẽ ra Võ Thần Tông nên là người đầu tiên ra mặt. Nhưng mãi đến khi mọi chuyện đã đi đến mức này, Võ Thần Tông lại chẳng hề cử ra một người đại diện ra mặt. Võ Thí Thiên càng giả vờ như không biết gì, bày ra bộ dạng xem kịch hay. Cốc chủ, chắc ông cũng nghe tin rồi nhỉ? Đại trưởng lão bước đến nhỏ giọng nói. Chuyện lớn như vậy không muốn biết cũng không được. Sao thế, các vị trưởng lão lại có ý muốn ra tay à? Dược Sư Hoàng ngước mắt lên nhìn đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão lén liếc nhìn Dược Sư Hoàng, thấy vẻ mặt cụ ta không có gì khác thường, không xa sầm mặt mày như lần trước. Thế nên ông ta nói, cốc chủ, lần này là do Tiêu Chính Văn tự đào hố chôn mình. Ông xem nhà họ Trương đã bảo Trương Đạo Linh đích thân đến báo thù cho Trương Nguyệt Đông rồi. Mặc dù Tiêu Chính Văn có bản lĩnh hơn người, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã từ cảnh giới chủ soái vượt lên cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao. Chương 1719. Nhưng dù sao Thiên Phú cũng không phải là nền tảng vững chắc, Trương Đạo Linh đại diện cho nhà họ Trương, nắm chắc 100% phần thắng. Thế nên có lẽ Dược Vương Cốc chúng ta có thể nhân cơ hội này đứng về phía nhà họ Trương, đồng thời giành lại lợi ích mà Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan đã cướp mất. Nói đến đây đại trưởng lão ngước mắt lên nhìn Dược Sư Hoàng như đang đợi câu trả lời chắc chắn từ cụ ta. Nghe thế Dược Sư Hoàng khẽ gật đầu, đứng lên nói, ông nói thế tức là mấy vị trưởng lão cũng có ý này sao? À thì, đại trưởng lão do dự một lát mới nói, đúng thế. Ý của mấy vị trưởng lão là nhân cơ hội này xuất thế lần nữa, Dược Vương Cốc chúng ta sao có thể bị một mình Tiêu Chính Văn chèn ép không ngóc đầu lên được chứ? Dược Sư Hoàng chắp hai tay sau lưng, thở dài nói, các ông đâu biết được mối quan hệ phức tạp trong đó, những gì ông thấy lúc này chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi. Nếu vì bọn họ mà chúng ta chọn đứng về phía đối lập với Tiêu Chính Văn thì kết quả không thể tưởng tượng nổi đâu. Nghe cụ ta nói thế, đại trưởng lão không khỏi sửng sốt.
khó hiểu nói, cốc chủ, ai mà không biết đắc tội với nhà họ Trương thì là kẻ thù của cả võ tông, Tiêu Chính Văn, sai rồi. Không để đại trưởng lão nói hết câu, Dược Sư Hoàng ngắt lời, cả võ tông ư. Vậy tại sao võ thần tông không lên tiếng? Tại sao thiên tử lại không có bất kỳ động tĩnh nào? Nguyên nhân là gì? Đừng hành động ngu ngốc, cứ đợi thời cơ. Nghe thế tâm trạng đại trưởng lão không khỏi trùng xuống. Quả thật trong tất cả tin tức đều không có bóng dáng của võ thần tông và thiên tử, đến hôm nay hai bên cũng chưa lên tiếng. Dường như võ thí thiên cũng cách biệt với thế giới. Ý của ông là, Dược Sư Hoàng chắp hai tay ra sau lưng, đi qua đi lại nói, ông biết tại sao cuộc nổi loạn của Tần Vương lại thất bại không? Chuyện này, tôi không biết. Đại trưởng lão lắc đầu nói. Trong Côn Luân có một ông lão chỉ cần giơ tay lên đã khiến võ thí thiên cam lòng chịu thua, Trương Đạo Linh thì là cái gì? Lẽ nào ông nghĩ Trương Đạo Linh thật sự mạnh hơn võ thí thiên sao? Có một số thứ không thể chỉ nhìn bề nổi, ngay cả võ thí thiên cũng phải im lặng chứng tỏ ông ta rất kiêng dè. Ông ta đang kiêng dè ai? Nghe thế ông lão sửng sốt, sau đó gật đầu lia lịa nói, cảm ơn cốc chủ đã nhắc nhở. Nói cách khác Tiêu Chính Văn còn có con át chủ bài. Chương 1720. Dược Sư Hoàng lắc đầu nói, ông lão đó chưa chắc là con át chủ bài của Tiêu Chính Văn, Tiêu Long cũng chưa chắc là chỗ dựa của Tiêu Chính Văn, nhưng Tiêu Chính Văn bình tĩnh như vậy, bên trong chắc có gì đó không bình thường. Thế nên phải nhẫn nhịn vì Dược Vương Cốc, sự việc chưa rõ ràng thì không thể tùy ý làm loạn, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Đại trưởng lão lần đầu tiên nghe Dược Sư Hoàng nói đến mấy chữ nguy hiểm. Cũng có thể nói tình hình bây giờ thoạt nhìn đang nghiêng về một bên nhưng thật ra sóng ngầm đang dâng trào, ngay cả Dược Sư Hoàng cũng cảm nhận được nguy hiểm. Cốc chủ, vậy Tiêu Chính Văn mạnh thế à? Đại trưởng lão vẫn hơi nghi ngờ. Dược Sư Hoàng lại lấy một chiếc điện thoại ra, bên trong đang phát một đoạn video. Video là được cắt ghép từ hai video khác nhau. Một video là lúc Tiêu Chính Văn đánh bại Đông Phương Ngạo Vũ, video còn lại là đòn cuối cùng Tiêu Chính Văn đánh Trương Nguyệt Đông. Xem xong hai video này, đầu óc đại trưởng lão cứ kêu ong ong. Thấy rồi chứ, đây chính là sức chiến đấu thật sự của Tiêu Chính Văn, cậu ta làm được bằng cách nào? Ông biết không, nếu không biết cậu ta làm được bằng cách nào thì sao ông có thể phá giải? Không thể phá giải sao giết được cậu ta? Dứt lời. Dược Sư Hoàng tắt video, khoát tay với đại trưởng lão. Có đoạn video này rồi thì không cần nhiều lời nữa, sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn đã thể hiện rõ trong đó. Dược Vương Cốc khó mà tìm ra được người có thể đấu với Tiêu Chính Văn, chỉ có thể dựa vào thế lực bên ngoài thì phải nắm chắc 90% phần thắng mới được. Ngay chiều hôm đó lại có thêm một tin tức nữa làm bùng nổ cả giới dư luận. Tiêu Chính Văn phải tự chặt đứt hai tay hai chân quỳ trước cửa nhà họ Trương nhận lỗi, nếu không cả gia tộc sẽ bị tiêu diệt. Dường như tất cả phương tiện truyền thông, tất cả diễn đàn mạng trong cả nước đều đăng một tin tức này lên cùng lúc. Tên người viết tin tức này đã không còn ẩn danh nữa mà dán thẳng ba chữ Trương Đạo Linh vào đó. Rất nhiều người đều ngơ ngác, chỉ có các gia tộc lớn tầng lớp thượng lưu ở khắp nơi mới biết ba chữ Trương Đạo Linh này nghĩa là gì. Người đó không chỉ một mình tắm máu của cả một tông môn. 20 năm trước, cao thủ của 15 nước tụ họp tại Long Kinh, cụ ta một mình cầm một thanh kiếm đấu với cao thủ của 15 nước, sau đó một mình áp chế 8 cường giả cảnh giới thiên vương đỉnh cấp của các nước ở Thái Sơn. Câu chuyện của cụ ta quá huy hoàng, quá chói mắt. Mặc dù cụ ta đã ở ẩn gần 20 năm, nhưng mọi người vẫn nhớ rất rõ thanh danh và cách giết người quyết đoán của cụ ta. Chương 1721. Thật ra có thể nói chiến tích đến hiện giờ của Tiêu Chính Văn chẳng là gì so với Trương Đạo Linh cả. Bởi vì tin tức này mà khắp nơi trên cả nước đều bàn tán rất xôn xao, nhiều gia tộc đã chọn được phe mình muốn ủng hộ. Dù là ở Giang Trung mọi người cũng đều đang bàn luận về chuyện này. Ngay cả người nhà họ Lãnh cũng bắt đầu do dự. Chú à, lần này Tiêu Chính Văn đắc tội với một nhân vật tầm cỡ thật sự. Nhà họ Trương đích thân bảo người đến, hơn nữa Trương Đạo Linh hùng hổ dọa người, nếu chúng ta đứng cùng chiến tuyến với Tiêu Chính Văn nữa e là, Lãnh Kế Hồng lắc đầu nói, không, nhà họ Lãnh chúng ta không còn sự lựa chọn, chỉ có thể đồng sinh cộng tử với cậu Tiêu, chúng ta khác với mọi người. Nói đến đây, Lãnh Kế Hồng cũng cảm thấy hoang mang. Nếu nói ông ta không sợ thì là giả.
Ông ta đã từng nghe những người lớn trước đó nói đến uy danh của Trương Đạo Linh, chắc chắn người này không phải là người dễ đối phó. Lần này lại còn đến với nhiệm vụ báo thù cho nhà họ Trương thì càng không nương tay. Thế chúng ta có cần thông báo cho anh Tiêu không? Lãnh Hàn băng khổ sở nói. Lần này nhà họ Lãnh lại bị ép đứng về phía đối lập với mọi người. Số phận nghiệt ngã thật mà, có người còn lo hơn cả chúng ta, hơn nữa chuyện này mà để chúng ta đi nói thì không thích hợp lắm, cậu Tiêu sẽ tạo khoảng cách với chúng ta. Nói đến đây Lãnh Kế Hồng nhắm mắt lại lắc đầu. Chấn động ở Giang Trung cũng thu hút sự chú ý của Độ Thiên Chân Nhân. Không lâu sau đã có người báo lại mọi người xảy ra trong vài ngày gần đây cho Độ Thiên Chân Nhân. Khi nghe đến ba chữ Trương Đạo Linh, sắc mặt Độ Thiên Chân Nhân cũng thay đổi. Nhanh lên, đi gặp cậu Tiêu. Lúc này Tiêu Chính Văn đang ở trong phòng sách nghiên cứu đạo lý của Tam Tuyệt Trận. Vừa mới đọc hiểu được một chút thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên ngoài. Cậu Tiêu, xảy ra chuyện lớn rồi, người đại diện của nhà họ Trương ở Thiên Sơn Trương Đạo Linh đã xuống núi, hơn nữa còn nói, nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Chương 1722. Đến cũng nhanh đấy, Tiêu Chính Văn ngẩng đầu lên nhìn Độ Thiên Chân Nhân nói gì cơ? Ông ta nói cậu tự chặt đứt tay chân rồi đến nhận lỗi với nhà họ Trương, nếu không sẽ diệt cả gia tộc. Giọng Độ Thiên Chân Nhân cực kỳ thấp, sắc mặt càng trở nên khó coi. Ồ, người nhà họ Trương chúng đều có vấn đề về đầu óc à, hở một tí là bảo người ta tự chặt đứt hai chân, mặc kệ ông ta. Tiêu Chính Văn khoát tay với Độ Thiên Chân Nhân. Độ Thiên Chân Nhân nháy mắt ra hiệu cho đệ tử Thiên Kiếm Tông ở phía sau ra ngoài, sau đó cất bước đến gần Tiêu Chính Văn nói, chủ nhân, không thể xem thường người này. Trước kia ông ta cũng là một nhân vật đỉnh cao của Hoa Quốc. Trưởng lão Võ Tông đã từng đích thân đến gặp ông ta, hơn nữa ông ta còn một mình đánh với cao thủ của 15 nước, đánh bại 8 cao thủ cảnh giới Thiên Vương ở Thái Sơn, có thể nói chiến tích rất huy hoàng. Thắc mắc duy nhất của người đời là giữa ông ta và Võ Thí Thiên, ai là người mạnh hơn? Nhưng theo tôi thấy thì người này chắc chắn không yếu hơn Võ Thí Thiên. Nghe thế Tiêu Chính Văn gật đầu nói, Độ Thiên, mặc dù ông nói rất có lý, có lẽ người này cũng rất mạnh nhưng hoảng sợ không phải là cách giải quyết vấn đề. Sống chết đều do trời định đoạt, Trương Đạo Linh có kế sách thì tôi có đối sách, tỏ ra yếu thế chỉ sẽ bị giết thôi. Còn mấy lời đồn bên ngoài, chúng ta đừng để tâm là được. Hơn nữa ông ta cũng không phải là người đầu tiên muốn giết Tiêu Chính Văn tôi, cũng sẽ không phải là người cuối cùng, tôi chưa từng để tâm đến nhà họ Trương, nhà họ Đông Phương, nhà họ Viên gì đó, càng chưa từng xem họ là kẻ thù. Nếu chúng muốn đâm đầu vào chỗ chết thì tôi sẽ thỏa mãn chúng. Tiêu Chính Văn xòe bàn tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một luồng ánh sáng, sau đó tờ giấy ghi chép Tam Tuyệt Trận lập tức biến thành tro bụi. Ôi, mồ hôi lạnh toát ra khắp người Độ Thiên Chân Nhân khi cụ ta nhìn thấy cảnh tượng này. Chủ nhân, cậu nghĩ thông suốt rồi à? Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, chỉ là sơ cấp, trong cơ thể con người quả thật có một từ trường khác hẳn với bên ngoài, hơn nữa cơ thể con người vốn dĩ có đất nước gió lửa. Nhưng, nói đến đây, Tiêu Chính Văn vừa lắc đầu vừa nói, muốn kích thích tiềm năng của con người hình như vẫn còn thiếu cái gì đó. Không thể đạt đến cảnh giới ý chí và sức mạnh của con người quyết định tự nhiên được. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, một đệ tử của Thiên Kiếm Tông vội vàng chạy vào. Anh Tiêu, ngoài cửa có người muốn gặp anh gấp, nói là liên quan đến ân oán của anh và nhà họ Trương. Đây là, đệ tử đó vừa nói vừa đưa một tấm danh thiếp cho Tiêu Chính Văn. Chương 1723. Tiêu Chính Văn nhìn tấm danh thiếp màu đen, không cần hỏi cũng đoán được là Tần Vũ. Đây là danh thiếp chỉ Hắc Băng Đài mới có, không dễ gì lấy ra. Tiêu Chính Văn để danh thiếp xuống gật đầu nói, mời anh ta vào đi. Chẳng mấy chốc, Tần Vũ đã đi theo phía sau đệ tử Thiên Kiếm Tông đó cũng bước vào sảnh lớn. Anh Tần, đường xa đến đây vất vả nhỉ, mời ngồi. Tiêu Chính Văn bình tĩnh chỉ vào cái ghế, ánh mắt Tần Vũ đầu tiên là nhìn Tiêu Chính Văn, sau đó lại nhìn Độ Thiên Chân Nhân một lúc rồi mới thở dài ngồi xuống. Đường xa cố ý chạy đến Giang Trung như vậy, không phải anh Tần đi du lịch đấy chứ? Tiêu Chính Văn vừa rót trà cho Tần Vũ vừa cười hỏi. Ôi này cậu Tiêu, lần này tôi nhận lệnh của thiên tử đến đây. Nói thật nhé, tôi lo lắm. Tần Vũ nhận lấy tách trà Tiêu Chính Văn đưa đến rồi đặt ở một bên,
thậm chí còn chưa động đến một hớp nước. Lo cái gì? Tiêu Chính Văn khó hiểu hỏi. Ôi, mặt mày Tần Vũ sắp méo xẹo cả đi, vỗ vào mờ u bàn tay nói với Tiêu Chính Văn, lẽ nào cậu không biết Trương Đạo Linh đã đến tỉnh Xuyên sao? Bây giờ ông ta đang trên đường đến đây. Nếu ông ta đến Giang Trung thì có chuyện lớn không hay rồi. Tần Vũ vừa nói vừa lấy ra một tập tài liệu đưa cho Tiêu Chính Văn, đây là lệnh của thiên tử tự tay ký, thiên tử bảo cậu đến Âu Lục giám sát học viện võ thuật của họ, còn phải lập tức đi ngay, không được chậm trễ. Tiêu Chính Văn không khỏi sửng sốt. Thiên tử đưa lệnh này ra thật trùng hợp, hơn nữa bên trên còn có một chữ mật rất lớn. Rõ ràng là bí mật hàng đầu quốc gia. Ngoài những người tham gia vào hành động lần này thì bất kỳ ai cũng không được tiết lộ chuyện này với người không liên quan. Nói thẳng ra là thiên tử muốn bảo Tiêu Chính Văn đến Âu Lục để lánh nạn. Tiêu Chính Văn là người thông minh nên hiểu ngay ý của thiên tử, sau đó anh khẽ lắc đầu nói, học viện võ thuật ở Âu Lục vẫn chưa thành lập, nếu có tin tức sẽ có người báo cho tôi ngay. Anh cũng thấy rồi đấy, còn hai ngày nữa là đến ngày dự sinh của Vi Nhan. Nếu tôi đi ngay lúc này sẽ khiến cô ấy đau lòng. Nghe thế Tần Vũ sắp khóc đến nơi. Anh Tiêu, Tần Vũ cắn răng nói, cậu không biết thật hay đang giả vờ thế, thiên tử đang cứu cậu đấy. Thiên tử không muốn Trương Đạo Linh tìm được cậu, thiên tử các rất muốn bảo vệ cậu nhưng thiên tử các cũng rất khó xử khi chuyện liên quan đến nhà họ Trương. Nhà họ Đông Phương, nhà họ Viên gì đó chỉ là một con chó của võ thần tông thôi, thực lực rất có hạn, nền tảng cũng chỉ như thế. Chương 1724. Nhưng nhà họ Trương thì khác, năm đại danh sơn đều có mối liên quan với nhà họ Trương, nếu thiên tử các dám động đến nhà họ Trương thì năm đại danh sơn, thậm chí cả võ tông đều sẽ đứng về phe đối lập với thiên tử các. Bây giờ cậu đang hiểu ý của tôi chứ? Ngoài việc ra đi thì cậu không còn cách nào khác cả. Tần Vũ gần như đè chặt tay Tiêu Chính Văn, để lại một dấu tay trên đó. Nhưng Tiêu Chính Văn lại rất bình tĩnh khiến Tần Vũ sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên. Anh Tần, anh cảm ơn ý tốt của thiên tử thay tôi, nhưng có câu này cần phải nói, là phúc chứ không phải họa, là họa thì không thể tránh. Nếu tôi đi thật thì bảo người nhà của tôi phải làm sao? Vi Nhan lại sắp đến ngày sinh, không thể chạy đường dài được, nhưng nếu để cô ấy ở lại, lẽ nào muốn để mẹ con họ trở thành oan hồn trước lưỡi dao của Trương Đạo Linh sao? Nếu ngay cả người nhà cũng không thể bảo vệ được thì Tiêu Chính Văn tôi còn sống trên thế gian này làm gì? Tiêu Chính Văn nói thế, Tần Vũ cũng cảm thấy câm nín. Quả thật như Tiêu Chính Văn nói, chỉ có thể một mình anh lén rời đi, nếu không mục tiêu quá lớn vẫn sẽ bị nhà họ Trương phát hiện. Dù truy sát hàng trăm cây số, Trương Đạo Linh vẫn sẽ không bỏ qua cho Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, Trương Đạo Linh không hề tầm thường. Nếu cậu không đi thì Hắc Băng Đài thật sự không thể giúp được cậu. Tần Vũ tận tình khuyên bảo nói. Thật ra chẳng qua chỉ là một chữ chết, một là ông ta đến đây để chết, hai là máu của Tiêu Chính Văn tôi sẽ văng tung tóe, chẳng có gì to tát cả. Nhưng Tiêu Chính Văn tôi thà chết cũng sẽ không cúi đầu trước nhà họ Trương. Danh Sơn hay nhà họ Trương cũng vậy thôi, nếu không tuân thủ quy tắc của thế gian thì họ nên bị trừng phạt. Dù là bất kỳ ai cũng phải tuân thủ quốc pháp trước mới là người trung thành với quốc gia. Nhà họ Trương nghĩ mình bảo vệ phần mộ của Tổ Long thì có ơn với Hoa Quốc, nhưng sự thật không phải vậy. Thân là người canh giữ phần mộ nên canh giữ phần mộ của Tổ Long là nghĩa vụ của họ. Chỉ hoàn thành việc mình nên làm thì muốn cưỡi lên đầu người dân cả nước, nghĩ trong tay mình có đặc quyền à, loại người này nên giết. Tiêu Chính Văn oai phong lẫm liệt nói. Nghe thế Tần Vũ cũng chỉ có thể thở dài bất lực nhưng không nói nên lời. Những gì Tiêu Chính Văn nói rất có lý. Nhà họ Trương quá kiêu ngạo. Thiên tử cũng không phải chưa từng để ý đến, nhưng nhà họ Trương có một ưu điểm là không bao giờ tham gia vào việc chính trị. Vì thế thiên tử không đưa nhà họ Trương vào danh sách phải đối địch. Cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua những việc nhà họ Trương đã làm. Chương 1725. Chủ nhân. Cậu này nói phải đấy, nhà họ Trương không dễ đối phó đâu, vẫn nên tránh Trương Đạo Linh đi thì hơn. Độ Thiên Chân Nhân cũng nhỏ giọng khuyên. Nhưng Tiêu Chính Văn chỉ khẽ lắc đầu không đáp. Thấy Tiêu Chính Văn đã quyết như thế, Tần Vũ không còn cách nào khác chỉ đành thở dài, nếu đã như thế thì Tần Vũ tôi sẽ ở lại đây lâu dài, có lẽ Trương Đạo Linh sẽ kiêng dè uy nghiêm của thiên tử, nể mặt nể mũi một chút.
Lúc nói những lời này, trong mắt Tần Vũ lóe lên vẻ kiên quyết. Anh Tiêu, ngay lúc này một bảo vệ chạy vào sảnh lớn lo lắng nói, cô Khương vỡ nước ối, sắp sinh rồi. Tôi đã gọi điện cho bệnh viện, lát nữa sẽ có bác sĩ đỡ sinh đến, phiền anh để cửa mở cho họ vào là được. Hả, nghe thế Tiêu Chính Văn vội gật đầu nói, thật à. Vậy, mau lên, Đỗ Thiên, thông báo cho mấy người giữ cửa, cho nhân viên y tá vào vô điều kiện, không được ngăn cản. Vâng, Đỗ Thiên chân nhân vội chạy ra khỏi sảnh lớn, vừa bước ra ngoài cửa thì nhìn xung quanh. Không đến 10 phút, một chiếc xe cấp cứu kêu inh ỏi chạy đến, Đỗ Thiên chân nhân ra lệnh cho các đệ tử ngoài cửa nhường đường. Mau lên, các người không cần dừng xe, mau đến xem cô Khương thế nào. Đỗ Thiên chân nhân lớn giọng nói. Không lâu sau, một đám bác sĩ y tá chạy vào biệt thự nhà họ Tiêu. Tiêu Chính Văn lo lắng đi qua đi lại trong sảnh lớn, có thể nói ngay cả tin tức Trương Đạo Linh đến Giang Trung cũng không thể khiến anh lo lắng như thế. Mẹ tròn con vuông, mẹ tròn con vuông rồi. Khoảng hơn nửa tiếng sau, một y tá từ tầng 2 chạy xuống vui mừng nói với Tiêu Chính Văn. Thật sao, vậy giờ tôi có thể vào trong xem không? Tiêu Chính Văn hỏi. Có thể, nhưng bây giờ sức khỏe cô Khương rất yếu, cố gắng đừng nói chuyện quá nhiều, cô ấy cần nghỉ ngơi. Nghe thế Tiêu Chính Văn vội vàng bước lên tầng 2. Đến khi vào phòng ngủ của Khương Vi Nhan, nhìn thấy đứa trẻ mới chào đời được quấn khăn nằm bên cạnh, lúc này Tiêu Chính Văn mới nở nụ cười nhẹ nhõm. Tiêu Chính Văn, là con trai, cuối cùng em cũng không hổ thẹn với nhà họ Tiêu rồi. Khương Vi Nhan trấn an nói với Tiêu Chính Văn. Không, cho dù là con trai hay con gái thì em cũng không có gì phải hổ thẹn với nhà họ Tiêu cả, em vất vả rồi. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa nắm chặt lấy tay Khương Vi Nhan, nhìn Khương Vi Nhan với ánh mắt đầy trìu mến. Chương 1726. Nhà họ Tiêu có thêm thành viên mới, đây có thể nói là một chuyện vui rất lớn. Mấy người Đỗ Thiên chân nhân treo đèn kết hoa, trên mặt ai cũng là nụ cười vui vẻ. Ngay cả người nhà họ Lãnh sau khi hay tin cũng đích thân tới chúc mừng. Cậu Tiêu, đây chỉ là chút thành ý của nhà họ Lãnh chúng tôi. Cậu nhất định phải nhận lấy. Lãnh Kế Hồng nói rồi đặt vào trong tay Tiêu Chính Văn một bao lì xì rất lớn. Tiêu Chính Văn chẳng buồn liếc nhìn, mà đặt luôn vào trong tay một đệ tử của Thiên Kiếm Tông đang đứng bên cạnh, cười hỏi, Lãnh Kế Hồng, đã tới lúc này rồi mà ông vẫn dám đến chúc mừng tôi à? Lãnh Kế Hồng nghe vậy, mới đầu hơi ngẩn ra, sau đó lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Tiêu Chính Văn, khẽ cười đáp cậu Tiêu nói đùa rồi. Nhà họ Lãnh có được ngày hôm nay đều là nhờ vào cậu Tiêu, nếu như nhà họ Lãnh rời bỏ cậu Tiêu vào lúc này thì đúng là thất tín bội nghĩa. Kẻ thất tín bội nghĩa, lẽ trời bất dung. Lúc này, Lãnh Kế Hồng ngoài việc bày tỏ tâm ý với Tiêu Chính Văn ra thì thật sự không nghĩ ra được lời lẽ nào tốt nhất. Tiêu Chính Văn mới là chỗ dựa duy nhất của nhà họ Lãnh, dù có phải chết thì cũng chỉ có thể chết cùng với Tiêu Chính Văn. Được. Ông có tấm lòng như vậy đã đủ để nói lên rằng nhà họ Lãnh không hề vong ân bội nghĩa, cũng không còn sớm nữa, mau trở về nghỉ ngơi đi. Tiêu Chính Văn nói rồi xua xua tay với Lãnh Kế Hồng. Khương Vi Nhan vừa mới sinh con xong, vẫn cần phải nghỉ ngơi, vậy nên không thể gặp mặt Lãnh Kế Hồng được. Vậy nên Lãnh Kế Hồng cũng không ở lại thêm, ông ta chào tạm biệt Tiêu Chính Văn rồi ra về. Cả Giang Trung cũng chỉ có nhà họ Lãnh và mấy gia tộc khá giả không có tên tuổi đến chúc mừng. Tất cả các gia tộc giàu có còn lại đều vờ như không biết, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng chẳng buồn gọi tới. Hơn nữa, ngay cả chủ tịch thành phố Giang Trung cũng đã thể hiện rất rõ thái độ của mình, ủng hộ nhà họ Trương tới báo thù. Nếu là trước đây thì chuyện này căn bản không có khả năng xảy ra. Ngoài ra, rất nhiều nhân vật lớn của Giang Lăng cũng đồng loạt đi tới đường cao tốc. Đứng trước xe yên lặng chờ đợi sự xuất hiện của Trương Đạo Linh. Bầu không khí của cả tỉnh Xuyên trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, tất cả mọi người đều bận rộn với việc xếp hàng và xu nịnh. Chỉ có bên trong biệt thự nhà họ Tiêu là yên tĩnh và bình lặng. Tiêu Chính Văn và Tần Vũ ngồi trong sân, vừa uống rượu vừa chuyện trò vui vẻ. Chương 1727. Hai người bọn họ đều là những người đã từng chứng kiến nhiều trận chiến lớn. Vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần, bò ra ngoài từ trong đống xác người. Vậy nên bất luận cục diện có căng thẳng tới độ nào, tình thế có bất lợi ra sao thì vẫn có thể giữ cho mình dáng vẻ trấn tĩnh như thường.
nếu như lần này tôi thật sự phải bỏ mạng, anh Tần nhất định phải chăm sóc cho vợ con tôi thật tốt. Rượu mới chỉ uống được một nửa, Tiêu Chính Văn đột nhiên vô cớ nói ra một câu như vậy. Tần Vũ ngơ ngác, sau đó cười gượng nói, nếu như cậu chết rồi thì tôi nghĩ bản thân tôi cũng không còn đường sống, có điều cậu cứ yên tâm, Hoa Quốc mãi mãi ghi nhớ công lao của cậu, thiên tử tuyệt đối sẽ không đối xử bạc bẽo với con cháu của cậu đâu. Nói xong, Tần Vũ giơ ly rượu lên, một hơi uống cạn. Thế nào là anh em thật sự, đồng sinh cộng tử? Có thể nói, trong khoảnh khắc quyết định ở lại, Tần Vũ chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ sống sót một mình. Hai người uống hả hê mãi cho tới tận đêm khuya mới trở về phòng nghỉ ngơi. Giữa trưa ngày hôm sau, hàng nghìn người ùn ùn kéo tới bên ngoài biệt thự nhà họ Tiêu ở Giang Trung. Những chiếc xe đen xì đủ loại cứ nối đuôi nhau tiến tới, ngay cả con đường dẫn đến biệt thự nhà họ Tiêu cũng tắc nghẽn. Mà ngồi bên trong những chiếc xe này đều là những nhân vật lớn thường ngày rất khó gặp mặt của Giang Trung hoặc Giang Lăng. Thế nhưng lúc này, bọn họ lại chỉ có thể túm tụm xung quanh một mình Trương Đạo Linh. Một tay Trương Đạo Linh cầm kiếm, một tay chắp phía sau lưng, đi tới bên ngoài biệt thự nhà họ Tiêu, điềm nhiên liếc nhìn một cái. Cụ ta vừa cười vừa khẽ gật đầu nói, ừ, kiếm ý đại trận bài bố không tồi, chả trách lại có thể liên tiếp giết chết ba người tại nơi này. Ông Trương, tên Tiêu Chính Văn này quả thực là một kẻ điên cuồng, ỷ lại vào việc bản thân biết chút trận pháp mà không coi ai ra gì. Chả trách ngày hôm đó cậu ta lại có thể giết chết ba môn chủ chỉ trong một đêm. Theo tôi thấy, cậu ta căn bản không thật sự có thực lực đó, chỉ là lợi dụng mấy thủ đoạn tà đạo để giết người mà thôi. Ông nhất định phải đòi lại công bằng cho gia chủ. Ông Lư của Liên Minh Võ Thuật là người đầu tiên bước ra khỏi đám người, đi đến bên cạnh Trương Đạo Linh nói. Cụ ta chính là kẻ trước đây đã xúi dục Trương Nguyệt Đông giả làm Tiêu Chính Văn. Lúc này, Trương Nguyệt Đông quả nhiên đã bị giết. Nhà họ Trương cũng đã kết mối thủ máu với Tiêu Chính Văn, đây chính là thời cơ tốt nhất để cụ ta nhảy ra gây sóng gió. Chương 1728. Nhất định phải khiến Trương Đạo Linh giết chết Tiêu Chính Văn thì mới có thể nguôi đi nỗi hận trong lòng cụ ta. Trương Đạo Linh chỉ cười khẩy. Thằng danh như Tiêu Chính Văn quả thực có vài điểm không giống với mọi người. Dù đệ tử của năm đại danh sơn thì cũng chỉ có thể lựa chọn hoặc là võ đạo hoặc là trận pháp. Thế nhưng Tiêu Chính Văn lại có thể sử dụng cả hai cùng một lúc, chả trách cậu ta vẫn luôn không có đối thủ. Mặc dù ban đầu, những người mới học trận pháp hoàn toàn không có khí thế mạnh mẽ bằng những người chỉ luyện tập mỗi võ đạo. Thế nhưng thời gian sau đó, đặc biệt là ở trên cảnh giới chủ soái, thực lực hoàn toàn vượt xa so với võ đạo. Tiêu Chính Văn chính là minh chứng tốt nhất, cậu ta quả thực cũng là một người tài, chỉ đáng tiếc, cậu ta tuyệt đối không nên giết người nhà họ Trương. Trương Đạo Linh cao ngạo lên tiếng. Trong mắt Trương Đạo Linh, trận pháp chỉ là trò chơi nhà tròi của đám trẻ con mà thôi. Trận pháp của ai còn có thể so bì với tam tuyệt trận của nhà họ Trương chứ? Dù Tiêu Chính Văn thật sự đã lấy đi thứ cốt lõi của tam tuyệt trận, thế nhưng trong vòng vài ngày ngắn ngủi, e rằng Tiêu Chính Văn ngay cả bề mặt cũng chưa chạm tới. Tôi nghe nói Độ Thiên Chân Nhân cũng ở đây. Trương Đạo Linh điềm nhiên hỏi. Không sai, ông Trương. Độ Thiên Chân Nhân này rõ ràng là một phần tử cặn bã trong Liên Minh Võ Thuật. Hiện giờ đã đi theo bên cạnh Tiêu Chính Văn làm con chó săn, tàn sát anh em trong Võ Tông, thật sự khiến cho người ta vô cùng căm phẫn. Ông Lư nghiến răng bực tức quát lên. Trương Đạo Linh khẽ gật đầu, lạnh lùng hô lên về phía cửa chính biệt thự nhà họ Tiêu, Độ Thiên Chân Nhân đâu? Còn không ra đón tiếp tôi? Giọng nói của cụ ta cũng pha lẫn cả trận pháp. Vậy nên... Tuy chỉ là một tiếng hô đơn giản nhưng lại vang vọng khắp cả mấy cây số xung quanh, giống như một tiếng sấm kinh động từ 9 tầng mây, chấn động đến mức lỗ tai của mọi người đang có mặt đều vang lên tiếng ong ong. Tất cả những nhân vật lớn đang có mặt đều kinh ngạc. Đây rõ ràng là âm thanh của thiên thần, người bình thường sao có thể phát ra được giọng nói như thế. Ngay cả trung tâm thành phố Giang Trung cũng nghe thấy hết sức rõ ràng. Chẳng bao lâu sau... Cửa lớn biệt thự nhà họ Tiêu mở toang. Chương 1729. Độ Thiên Chân Nhân miễn cưỡng nở nụ cười bước ra ngoài, từ xa đã hơi khom lưng nói với Trương Đạo Linh, Thiên Kiếm Tông, hậu bối Độ Thiên kính chào tiền bối. Đừng thấy vai vế của Độ Thiên Chân Nhân ở Võ Tông cao mà lầm, trên thực tế ở trước mặt Trương Đạo Linh thì cụ ta quả thực chỉ là hậu bối trong hậu bối. Năm đó, vào lúc Trương Đạo Linh xuất đạo,
cụ ta mới chỉ là một đứa bé mới 10 tuổi của Thiên Kiếm Tông mà thôi. Ôi, không ít người của Võ Tông Giang Lăng đều hít sâu, toàn thân ớn lạnh. Ở trước mặt bọn họ, Thiên Chân Nhân chính là bậc tiền bối trong tiền bối. Không ngờ cũng phải tỏ ra cung kính với Trương Đạo Linh như thế. Hừ, kính chào ư, Trương Đạo Linh cười khẩy, nhìn Độ Thiên Chân Nhân nói, xem ra cậu vẫn còn nhớ tới tôi. Không uổng ân tình năm đó tôi dạy dỗ cậu, có điều, cậu còn nhớ tới lời hẹn ngày hôm đó của chúng ta chứ? Độ Thiên Chân Nhân nghe vậy thì hơi ngơ ngác, im lặng gật đầu. Sau đó, cụ ta không như một cậu học trò nhỏ phạm lỗi, cúi gằm mặt xuống. Năm đó, Độ Thiên Chân Nhân vẫn chỉ là một hậu bối mới tiến lên cảnh giới chiến thần. May là gặp được Trương Đạo Linh, sau khi được cụ ta chỉ dạy, không chỉ có cảnh giới tăng nhanh lên thành chủ soái địa cấp 3 sao mà còn lĩnh hội được cả kiếm cảnh. Nếu như xét về ân tình này, hôm nay Độ Thiên Chân Nhân chỉ nên khoanh tay đứng nhìn, ít nhất không thể đứng về phía đối lập với Trương Đạo Linh. Thế nhưng lúc này đã khác với khi trước. Ân tình của Tiêu Chính Văn dành cho Độ Thiên Chân Nhân còn lớn hơn Trương Đạo Linh rất nhiều, bởi vì Tiêu Chính Văn đã giúp cụ ta nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới, khiến cụ ta hiểu ra chân lý của võ đạo. Sao nào, hôm nay cậu quyết định muốn đứng cùng một chiến hào với Tiêu Chính Văn, đối địch với tôi sao? Trương Đạo Linh lạnh lùng chất vấn. Không dám, tôi nào dám đối địch với tiền bối, chỉ là, nếu cậu đối địch với tôi, đất trời sẽ không dung tha, cậu hãy nhớ lấy. Độ Thiên Chân Nhân vẫn chưa nói xong đã bị Trương Đạo Linh lạnh lùng ngắt lời. Đám người bên cạnh nghe xong những lời này của Trương Đạo Linh thì đều giật nảy mình. Chả trách Độ Thiên Chân Nhân lại tỏ ra cung kính với Trương Đạo Linh đến vậy, hóa ra giữa bọn họ còn có một câu chuyện cũ như thế. Chương 1730. Đồng thời, không ít người cũng bắt đầu đánh giá lại về thực lực của Trương Đạo Linh. Chỉ cần sự chỉ dạy đơn giản đã có thể khiến cho Độ Thiên Chân Nhân trở thành nhân vật chỉ đứng sau mỗi võ thí thiên bên trong võ tông, hơn nữa còn lĩnh hội được cả kiếm cảnh, có thể thấy được thành tựu của Trương Đạo Linh lớn tới mức nào. Không ít người đều nhìn Trương Đạo Linh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tiền bối, xin ông nghe hết lời này của tôi không hề muốn đối đầu với tiền bối, mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó cả. Cậu chủ Trương giả mạo cậu Tiêu làm nhiều chuyện xấu ở tỉnh Xuyên. Sau đó bị cậu Tiêu phát hiện ra nhưng vẫn hồ đồ muốn dồn cậu Tiêu tới chỗ chết. Dưới tình cảnh bất đắc dĩ, cậu Tiêu mới ra tay. Thế nhưng người ta vẫn thường nói đó thôi, đã đánh thì không nương tay, đã mắng thì không giữ miệng, vậy nên mới vô tình giết chết cậu chủ Trương, chuyện này, câm mồm. Không đợi Độ Thiên Chân Nhân nói hết câu, Trương Đạo Linh đột nhiên phẫn nộ gầm lên. Cậu là cái thá gì mà cũng dám mở miệng nói chuyện ở trước mặt tôi? Cũng dám trách mắng nhà họ Trương chúng tôi không đúng ở trước mặt mọi người. Tôi nói cho cậu biết, chưa nói đến chuyện cậu chủ mới chỉ giả mạo thân phận của Tiêu Chính Văn, dù cho có muốn giết chết Tiêu Chính Văn thì cậu ta cũng chỉ có thể cúi đầu chờ chết. Thành viên của nhà họ Trương chúng tôi là người mà đám tép diêu mấy người cơ thể tùy tiện hay sao? Không có nhà họ Trương chúng tôi, Hoa Quốc đã chia năm xẻ bảy, không còn tồn tại từ mấy trăm năm trước rồi. Với công trạng của nhà họ Trương, mấy người ai có tư cách khinh thường chúng tôi? Nói cho mấy người biết, nhà họ Trương chúng tôi chính là bầu trời của mấy người. Trời bảo cậu chết, cậu nhất định phải chết. Trời bảo bỏ mạng, cậu chỉ có thể nghe theo. Giọng nói của Trương Đạo Linh chấn động khắp không gian. Đừng nói là trong biệt thự nhà họ Tiêu, cả Giang Trung cũng đều nghe thấy vô cùng rõ ràng. Điên cuồng, kiêu ngạo, những lời này lọt vào trong tai của vô số người. Thế nhưng người ta chỉ có thể thầm phẫn nộ chứ không một ai dám lên tiếng. Dù có là chủ tịch thành phố Giang Trung thì cũng chỉ có thể cúi đầu ngoan ngoãn đứng một bên lắng nghe. Không sai, công trạng của nhà họ Trương trải dài thiên thu vạn thế. Thế nhưng nhà họ Trương đâu chỉ dựa vào mỗi công trạng. Tần Vũ ở bên trong biệt thự thật sự không thể nghe tiếp được nữa, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài, tới trước cửa thì hành lễ với Trương Đạo Linh trước, sau đó nói tiền bối. Ông đức cao vọng trọng, dù cho là trưởng lão võ tông gặp ông cũng phải tôn trọng gọi ông một tiếng tiền bối Trương. Chương 1731. Thế nhưng, tất cả chúng tôi không hề khinh thường nhà họ Trương, cũng không có ai dám coi thường tiền bối ông. Tuy nhiên làm người thì cũng phải nói chút đạo lý mới phải, Trương Nguyệt Đông đã làm ra chuyện gì, tôi nghĩ có lẽ ông cũng đã hay tin từ lâu, nếu như cậu ta không hống hách nghênh ngang như vậy, cậu ta cũng sẽ không phải bỏ mạng tại Giang Lăng.
Huống hồ Tiêu Chính Văn là ai cơ chứ? Là một nhân vật tầm cỡ của Hoa Quốc gần 20 năm nay, vô số lần dấn thân vào cuộc đấu sinh tử để cứu Hoa Quốc khi lâm nguy, cậu Trương sao có thể giả mạo Tiêu Chính Văn, bôi nhọ thanh danh của cậu ấy cơ chứ? Đây không phải đang sỉ nhục một mình Tiêu Chính Văn mà là sỉ nhục cả Hoa Quốc. Tần Vũ thẳng thắn lên tiếng, từng câu từng chữ đều hết sức hùng hồn. Ồ, thật sự không ngờ ẩn cư ở Thiên Sơn, ngay cả một kẻ bề dưới vô danh như cậu cũng dám giảng đạo lý trước mặt tôi rồi. Trương Đạo Linh nở một nụ cười khẩy, trong ánh mắt ngập tràn vẻ sắc lạnh. Tiền bối, hỗn xược, còn không mau lui xuống. Trương Đạo Linh phẫn nộ gầm lên, chỉ tay vào Tần Vũ, Tần Vũ hơi ngẩn ra, chỉ đành lùi về sau hai bước. Nếu như không phải anh ta có thân phận của Hắc Băng Đài, tin rằng ban nãy đã máu thịt nát tươm luôn rồi. Sát khí quanh người Trương Đạo Linh dâng lên khắp không gian, xung quanh mấy dặm đều là màn sương mù ảm đạm lạnh lẽo. Có thể thấy Trương Đạo Linh lúc này đã phẫn nộ tới cực điểm. Thằng danh Tiêu Chính Văn, ra đây chịu chết đi. Tiếng hô của Trương Đạo Linh vang vọng khắp cả bầu trời. Hai đệ tử của Thiên Kiếm Tông, bởi vì cảnh giới quá thấp nên đã chấn động tới mức chết ngay tại chỗ. Nhìn thấy hai đệ tử ngã xuống, Độ Thiên Chân Nhân khẽ siết lòng bàn tay, thế nhưng tới cuối cùng vẫn không dám ra tay. Tất cả những gì cụ ta có đều là do Trương Đạo Linh cho, ở trước mặt Trương Đạo Linh, cụ ta căn bản không có tư cách động tay. Ồ, bảo tôi ra ngoài chịu chết ư, ai lại điên cuồng như vậy? Sau khi giọng nói sắc lạnh vang lên, Tiêu Chính Văn sải bước ra khỏi biệt thự. Ánh mắt quét qua Trương Đạo Linh và cả đám ông lớn sau lưng cụ ta, cuối cùng đưa ánh mắt trở lại trên người Trương Đạo Linh. Người này quả thực không hề tầm thường, chỉ riêng khí thế cũng tuyệt đối không phải là thứ mà Thiên Vương cấp Long năm sao có thể so bì được. Chương 1732. Hơn nữa, kiếm thất tinh tang môn trong tay cụ ta cũng đang phát sáng lấp lánh, ánh sáng sắc lạnh thậm chí còn áp chế cả ánh mặt trời giữa buổi ban trưa. Cậu Tiêu, người này là, Độ Thiên Chân Nhân đang định tiến lên trước thì đã bị Tiêu Chính Văn xua tay ngăn lại. Khi Tiêu Chính Văn xuất hiện trước cửa, mấy ông lớn Giang Trung và cả Giang Lăng đồng loạt lùi về sau hai bước. Đặc biệt là chủ tịch thành phố Giang Trung, vừa ngẩng đầu nhìn Tiêu Chính Văn vừa giơ tay lau mồ hôi lạnh trên đỉnh đầu. Trên mặt còn lộ ra một nụ cười ngượng ngập, biểu cảm đó giống như đang nói thật ra tôi cũng là bị ép buộc mà thôi. Tiêu Chính Văn đang đánh giá Trương Đạo Linh, đối phương cũng đang đánh giá Tiêu Chính Văn. Qua một lúc lâu, Trương Đạo Linh mới lạnh lùng bật cười, sau đó nhìn Tiêu Chính Văn. Cụ ta vừa định lên tiếng, lúc này, một bóng người đột nhiên sải bước ra trước một bước, đi đến vị trí chính giữa hai người. Ông Lư trưởng lão của Liên Minh Võ Thuật, Tiêu Chính Văn, cậu có từng nghĩ tới chuyện sẽ có ngày hôm nay không? Khi đó, tôi bảo cậu nhận tội, cậu đã làm thế nào? Chưa nói đến chuyện cậu giết chết mấy người môn chủ đường, cậu lại còn dám tát tôi một phát. Tiêu Chính Văn, cậu có từng nghĩ rằng mình sẽ có ngày hôm nay không? Có phải cậu điên rồi không? Bây giờ ông Trương đang đứng trước mặt cậu có từng nghĩ tới chuyện mình sẽ có kết cục như thế nào? Cả nhà họ Tiêu nhất định sẽ bởi vì sự điên cuồng ngạo mạn của cậu mà máu chảy thành sông. Ông Lư là trưởng lão của Liên Minh Võ Thuật, tông chủ của các tông môn, có ai là không tỏ ra khách khí, tiếp đãi long trọng cụ ta? Thế nhưng không thể ngờ bản thân lại phải ăn mấy bạt tai của Tiêu Chính Văn. Đây không phải đánh lên trên mặt cụ ta, đây là đang chà đạp lên tôn nghiêm, lên lòng tự tôn của cụ ta. Cậu đừng cho rằng cả Hoa Quốc chỉ có một mình Tiêu Chính Văn cậu, giết Đông Phương Ngạo Vũ thì có sao? Nội tình của Hoa Quốc là thứ mà cậu vĩnh viễn không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay, ông Trương đặc biệt đến để trừ khử loại phần tử cặn bã như cậu ra khỏi võ tông. Ông Lư giống như một con chó già lên cơn dại, chỉ vào Tiêu Chính Văn mà mắng chửi. Lúc này, cuối cùng thì cụ ta cũng trút ra được hết toàn bộ lửa giận kìm nén trong lòng. Khoảng thời gian này, cụ ta rõ ràng sắp sửa ngục tới phát điên. Có ông Lư cầm đầu, mấy ông lớn Giang Trung kia cũng đều không kiêng nể gì, đồng loạt đứng ra chỉ trích Tiêu Chính Văn chiếm đoạt sản nghiệp của gia tộc bọn họ. Thậm chí có người còn phao tin ít ngày nữa sẽ phân chia sạch sẽ tập đoàn Vi Nhan. Không chỉ muốn Khương Vi Nhan phá sản mà còn muốn toàn bộ người nhà của Tiêu Chính Văn phải lang thang nơi đầu đường xó chợ, làm ăn mày cả đời. Đối diện với những lời mắng chửi phẫn nộ của mọi người, Tiêu Chính Văn chỉ cười nhạt. Anh chẳng buồn bận tâm tới đám người này.
Trương Đạo Linh lại lạnh lùng bật cười với dáng vẻ đắc ý, chắp một tay ra sau lưng, cao ngạo nhìn về phía Tiêu Chính Văn, nói, bỏ đi, nể tình cậu từng có công với Hoa Quốc, hôm nay tôi sẽ không ra tay nữa, hôm nay cậu tự sát ở đây đi. Sau khi cậu chết, tôi cũng sẽ không tiếp tục truy cứu người nhà của cậu, còn cả đám học trò của cậu nữa, cho phép bọn họ được sống tiếp. Thế nhưng tất cả tài sản của cậu bắt buộc phải giao cho nhà họ Trương coi như để chuộc tội. Cậu có ý kiến gì không? Chương 1733. Cái gì, bảo Tiêu Chính Văn tự sát, còn phải giao nộp hết tài sản cho nhà họ Trương ư? Mấy lời này khiến các ông lớn đứng phía sau Trương Đạo Linh đổi sắc mặt. Vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn đấy, đừng nói là người của Võ Tông, ngay cả thiên tử cũng không dám nói chuyện như thế trước mặt anh. Nhưng lúc này hiện trường đều im như thóc, ngay cả Độ Thiên Chân Nhân và Tần Vũ cũng đều quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn. Trước mặt Trương Đạo Linh họ chẳng có quyền lên tiếng, càng không ai dám cãi lại dù chỉ một chữ. Ồ, muốn tôi tự quyết định, còn giao hết tài sản cho nhà họ Trương các ông ư? Ai có ông can đảm nói chuyện lớn lối thế? Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc xéo Trương Đạo Linh. Sao nào, lẽ nào đến giờ cậu vẫn chưa tỉnh táo ư? Vì sao nhà họ Trương được dân chúng kính ngưỡng trong mấy nghìn năm nay của Hoa Quốc? Tại sao những người thống trị trong lịch sử đều phải nhìn nhà họ Trương tôi bằng ánh mắt khác? Dù đến bây giờ thiên tử cũng phải đối xử nhã nhặn với nhà họ Trương, hơn nữa cậu thấy không? Từ khi tôi xuống núi không chỉ là Võ Tông mà Liên Minh Võ Thuật cũng bảo người đến đón, lẽ nào cậu không biết tại sao à? Vì nhà họ Trương tôi chính là trời ở Hoa Quốc. Nhà họ Trương không chỉ có công trạng bảo vệ tổ long mà còn có thực lực mà người khác không thể chống lại. Mấy trò mèo chưa đâu đến đâu đó của cậu chẳng là gì trong mắt Trương Đạo Linh tôi cả. Bảo cậu tự quyết định là đã cho cậu cơ hội, cho người bên cạnh cậu một cơ hội sống, Trương Đạo Linh kiêu ngạo nói. Hơn nữa đây sẽ là lần cuối cùng của cậu, nếu không muốn để tôi ra tay, không chỉ là cậu chết mà ngay cả cậu ta, ông ta, và tất cả bạn bè, người thân của cậu cũng sẽ chết. Ngay cả Tần Vũ cũng không dám cãi lại những lời Trương Đạo Linh nói. Hơn nữa Độ Thiên Chân Nhân biết Trương Đạo Linh không hề nói khoác. Từ sau khi xuất thế, hai tay người này đã dính đầy máu, thậm chí có thể hình dung bằng giết người không chớp mắt. Nếu ông ta muốn giết ai thì người đó sẽ chết. Cả Hoa Quốc không ai dám ngăn cản. Trưởng lão Võ Tông đang ở đây, cũng không nể mặt, đây chính là sự ngang ngược của nhà họ Trương. Vậy sao? Nghe ông nói thế, tôi suýt nữa đã tin rồi đấy, nhưng ông có thể ra tay xem thử, tôi muốn xem nhà họ Trương các ông có gì hơn người. Tiêu Chính Văn cười khẩy nhìn Trương Đạo Linh nói. Thật ra từ lúc Trương Nguyệt Đông có được trận pháp Tam Tuyệt Trận thì Tiêu Chính Văn đã có lòng kính trọng với nhà họ Trương, dù sao thì trận pháp đó cũng rất kỳ diệu. Nhưng từ tối hôm trước, sau khi Độ Thiên Chân Nhân nói ra sự bí ẩn trong đó, Tiêu Chính Văn đã xem xét lại mới nhận ra một chút manh mối. Không phải là người nhà họ Trương kém Độ Thiên Chân Nhân ở phương diện này mà là tôn trọng lễ pháp của tổ tiên. Thế nên mặc dù người nhà họ Trương ai cũng có bản lĩnh khá tốt nhưng lại hiểu sai về Tam Tuyệt Trận. Chương 1734. Có lẽ lúc Tổ Long truyền lại trận pháp cho nhà họ Trương, vì đề phòng nhà họ Trương gây bất lợi cho người dân Hoa Quốc, càng đề phòng các đời sau của nhà họ Trương ngông cuồng tự đại làm loạn đất nước. Thế nên mới chia 5 bộ trận pháp hoàn chỉnh thành 3 phần khác nhau. Nhưng dù thế nào Tiêu Chính Văn cũng đã hiểu rõ về nhà họ Trương, càng không bị Trương Đạo Linh đe dọa. Tiêu Chính Văn chưa bao giờ là người tự đại, anh luôn khiêm tốn bình tĩnh trong mọi việc, hôm nay cũng như thế. 2. Trương Đạo Linh lắc đầu, vươn tay rút thanh kiếm Thất Tinh Tang Môn từ bên cạnh ra. Nếu cậu đã tự mình đâm đầu vào chỗ chết thì tôi sẽ thỏa mãn cậu. Chỉ là hôm nay tất cả những người ở đằng sau cậu đều lên đường với cậu, nhưng như thế cũng tốt, để cậu khỏi phải lẻ loi cô đơn một mình. Vừa nói sắc mặt Trương Đạo Linh bỗng thay đổi, sát khí lập tức dâng lên từ dưới chân cụ ta. Chỉ thoáng chốc mây trời đổi sắc, mây đen kéo đến, sấm sét đùng đùng. Thiên Tuyệt Trận, Tiêu Chính Văn lập tức nhận ra trận pháp Trương Đạo Linh đang dùng, dù sao trước đó anh cũng đã từng thấy. Nhưng Trương Đạo Linh mạnh hơn Trương Nguyệt Đông rất nhiều, trong vô thức trận pháp đã xuất hiện. Chỉ riêng điều này thôi Trương Đạo Linh không thua kém gì Vũ Thiên Tôn rồi. Nhưng cảnh giới của cụ ta vẫn là Thiên Vương Long cấp 5 sao.
có thể thấy nếu người này đạt đến cảnh giới thiên thần thì sẽ đáng sợ đến mức nào. Tiêu Chính Văn, có thể chết trong tay tôi, đời này của cậu cũng xem như đáng rồi đấy. Rầm, một tiếng gào rú vang lên, kiếm thất tinh tang môn hợp lại mở ra trong tay Trương Đạo Linh đã phóng ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Sau đó một đường kiếm quang chấn động trời cao bỗng bay lên không trung, luồng kiếm quang này đâm xuyên qua tầng mây. Dường như một kiếm đâm xuyên qua mây trời như thể có một cột ánh sáng rọi thẳng từ trên trời xuống mặt đất. Kiếm pháp và trận pháp kết hợp với nhau. Tiêu Chính Văn cũng không khỏi thầm gật đầu khen ngợi. Mặc dù Đông Phương Ngạo Vũ là đệ tử Hoa Sơn nhưng không thể so được với Trương Đạo Linh. Bất kể là chiêu thức hay trận pháp, hay là hai thứ kết hợp với nhau thì mỗi động tác của Trương Đạo Linh đều rất tự nhiên, có thể nói là lưu loát như nước chảy mây trôi. Gần như tất cả mọi người ở Giang Trung đều có thể nhìn thấy ánh sáng trắng đột nhiên lao thẳng lên trời rồi đâm xuyên vào tầng mây, ai nấy cũng lộ ra vẻ không thể tin được. Đây là uy lực thần kỳ gì thế chứ? Bản lĩnh này mạnh đến độ nào? Những người trước giờ chỉ được nghe người lớn nói về Trương Đạo Linh cũng biến sắc. Chương 1735. Rất nhiều người của Võ Tông cũng lớn lên trong những truyền thuyết về Trương Đạo Linh. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy Trương Đạo Linh trong lời đồn vẫn cảm thấy mình hơi xem thường người ta. Ông cũng khá lắm. Tiêu Chính Văn gật đầu lia lịa. Mặc dù Trương Đạo Linh đã sử dụng trận pháp đến mức dày công tu luyện, nhưng lại thiếu một điều kiện tiên quyết, đó chính là cách hiểu đúng đắn về trận pháp. Nói cách khác đáp án đã sai thì dù ông có viết đi viết lại 100 lần vẫn là sai. Hơn nữa càng đi càng xa trên con đường sai lầm. Ông Trương quả nhiên là người đứng đầu trong hơn 100 năm của Hoa Quốc. Thảo nào nhà họ Trương có địa vị cao như thế, so với người có tài năng đặc biệt như anh Trương, tôi cảm thấy thật hổ thẹn. Ông Lư nắm bắt cơ hội nịnh bợ. Thảo nào năm đó có thể một mình giết chết 8 cao thủ cảnh giới thiên vương đỉnh cấp. Chỉ với thực lực này cũng đủ để khiến người đời kinh ngạc rồi. Không ít người của Võ Tông cũng đồng loạt lên tiếng bàn luận. Tiêu Chính Văn, giờ cậu đã rõ rồi chứ? Tôi chỉ không muốn tạo thêm sát nghiệp, chứ không phải tôi không bằng cậu. Trương Đạo Linh cười khẩy, đồng thời đứng thẳng người lại lao đến chỗ Tiêu Chính Văn. Sau đó Trương Đạo Linh nhảy lên, trong phạm vi mấy cây số đều bao phủ bởi một vùng ánh sáng màu trắng bạc. Dường như ai cũng cảm nhận được uy lực vô song của trời. Lúc này không chỉ là ánh sáng bạc chói mắt, trong tầng mây, sấm sét đan xen với nhau càng khiến người ta chấn động. Ngay cả Độ Thiên Chân Nhân cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Mấy năm nay Trương Đạo Linh quay về Thiên Sơn ở ẩn, thực lực càng tiến bộ hơn. Vẫn chưa bắt đầu đánh, sao ông biết ông chắc chắn sẽ thắng? Dứt lời, Tiêu Chính Văn nắm chặt con dao quân đội năm cạnh, đối mặt với Trương Đạo Linh, Tiêu Chính Văn không dám sơ suất. Lúc này trên con dao quân đội năm cạnh đã phát ra một luồng sáng màu trắng. Luồng sáng màu trắng này thoạt nhìn vô cùng kỳ dị. Độ Thiên Chân Nhân vô thức đảo mắt nhìn sang, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Đây chắc hẳn là từ trường Tiêu Chính Văn vừa lĩnh hội được hôm trước. Hôm kia mới vừa lĩnh ngộ xong, bây giờ đã dám lấy ra đối đầu với đối phương ư. So với Trương Đạo Linh, lúc này Độ Thiên Chân Nhân càng kính phục sự gan dạ và quyết đoán của Tiêu Chính Văn hơn. Tiêu Chính Văn, chịu một kiếm của tôi đi. Trương Đạo Linh vừa nói vừa nắm chặt kiếm thất tinh tang môn, dựa vào cột sáng ngút trời chém thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Nếu đòn tấn công này chém trúng người thì ngay cả biệt thự nhà họ Tiêu cũng sẽ biến thành gạch ngói vụn. Trương Đạo Linh nghĩ giết Tiêu Chính Văn chỉ cần một đòn này là đủ. Thấy kiếm quang đã đến, Tiêu Chính Văn bỗng giơ tay lên, con dao quân đội năm cạnh bắn ra. Con dao quân đội năm cạnh vẽ ra một đường sáng cực đẹp lao thẳng về phía thanh kiếm dài trong tay Trương Đạo Linh. So với tuyệt kỹ chói mắt đó của Trương Đạo Linh thì đòn tấn công này của Tiêu Chính Văn quá sức bình thường. Thực lực của ông Trương vẫn mạnh hơn, theo tôi thấy hôm nay là ngày chết của Tiêu Chính Văn rồi. Vài ông lớn ở đó đồng loạt nói. Keng, mọi người vừa dứt lời thì thấy con dao quân đội năm cạnh và thanh kiếm dài của Trương Đạo Linh chạm vào nhau. Khiến mọi người không dám tin là thanh kiếm dài của Trương Đạo Linh bị chặn lại ở giữa không trung, một lúc lâu vẫn chưa thể rơi xuống. Chương 1736. Tiêu Chính Văn, cậu còn dám đánh trả ư? Cậu nghĩ cái này có thể chặn được tôi sao? Tôi nói cho cậu biết đó chỉ là chiêu mở đầu thôi.
Trương Đạo Linh lớn tiếng hét lên. Ngay sau đó một kiếm chém ngang lao đến. Cột sáng đó lập tức khuấy động trời đất, mây trời đổi sắc, ngay cả mấy đám mây trong không trung cũng bị khuấy động cuộn trào. Hành động kinh thiên động địa vung kiếm áp đảo khí thế bốn phương này quả thật khiến mọi người đều kinh ngạc. Thảo nào Trương Đạo Linh ở ẩn 20 mấy năm, nhưng uy danh của cụ ta vẫn có thể vang đội cả Hoa Quốc. Vừa xuống núi đã được môn chủ của rất nhiều võ tông và các ông lớn giới kinh doanh đến đón hệt như ngôi sao nghệ sĩ lớn nào đó. Thảo nào nhà họ Trương trước giờ vẫn luôn xem thường võ tông, Trương Đạo Linh chỉ là một người dạo chơi trong thế gian mà thôi. Nhìn thấy cảnh tượng này Độ Thiên Chân Nhân không khỏi cảm khái từ tận đáy lòng. Cụ ta tin trong số những người ở đây cũng chỉ có một mình Tiêu Chính Văn mới có thể chặn được uy lực của nhát kiếm này. Nhưng cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Không phải Độ Thiên Chân Nhân không có lòng tin vào Tiêu Chính Văn, mà là Trương Đạo Linh thật sự quá mạnh. Thậm chí có thể nói không ai ở dưới cảnh giới thiên thần có thể địch lại được. Cho dù là nhiều cường giả ở Âu Lục thì khi nhắc đến cái tên Trương Đạo Linh cũng đều tỏ ra sợ hãi. Nhiều người của võ tông cũng lộ ra vẻ kinh ngạc và sợ hãi. E là trên thế giới này chỉ có một mình Trương Đạo Linh mới có thể kết hợp trận pháp với kiếm pháp tuyệt diệu như vậy. Không ít môn chủ của tông môn cũng lên tiếng cảm thán. Đồng thời ánh mắt họ nhìn Tiêu Chính Văn lại thêm một phần đồng tình, cảm thông. Tiêu Chính Văn chỉ khẽ nhấc tay lên, thuận thế tung một đòn tới. Con dao quân đội năm cạnh như có thêm sức sống lập tức vẽ ra một đường cong hoàn hảo, nghênh đón kiếm thất tinh tang môn của Trương Đạo Linh lần nữa. Ngay khi con dao quân đội năm cạnh va chạm với kiếm thất tinh tang môn, giữa không trung bỗng vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Hệt như sấm sét từ 9 tầng mây nổ vang trong tai mọi người. Chỉ uy lực còn lại cũng đủ khiến cây cối xung quanh bật tung cả gốc. Sau đó lại bị một luồng sóng khí màu xanh nhạt biến thành bột mịn. Ồ, trời ạ! Chương 1737. Thảo nào Đông Phương Ngạo Vũ cũng không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Uy lực này cũng dị thường quá. Mấy người lớp trẻ của võ tông cùng trang lứa với Tiêu Chính Văn đều xem đến ngây người. Thậm chí trong số bọn họ có mấy người lớn hơn Tiêu Chính Văn vài tuổi. Nhưng bất kể là sức mạnh hay cảnh giới đều không thể so được với Tiêu Chính Văn. Muốn chết hả, đòn tấn công mà Trương Đạo Linh tự cho rằng là đòn tất chết lại phá vỡ, cụ ta lập tức nổi giận. Cụ ta vung thanh kiếm dài trong tay lên liên tục chém về phía Tiêu Chính Văn, không hề có ý dừng lại. Tiêu Chính Văn cũng không tỏ ra yếu thế, vẫn bình tĩnh đỡ đòn. Nhưng so với Trương Đạo Linh thì thực lực của Tiêu Chính Văn vẫn kém hơn rất nhiều. Suy cho cùng Trương Đạo Linh đã đứng vững ở cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sau mấy chục năm. Hơn nữa sự kết hợp giữa trận pháp và kỹ năng võ thuật của cụ ta đã đạt đến mức thượng thừa. Mặc dù Tiêu Chính Văn rất mạnh nhưng vẫn đang trong giai đoạn tìm tòi học hỏi. Giao kiếm lại va chạm vào nhau, trên bầu trời thế mà lại phát ra một luồng ánh sáng màu trắng chói mắt. Như thể một vệt sao băng lướt qua trên bầu trời vốn dĩ đã bị mây đen giăng kín lập tức được ánh sáng trắng này chiếu rọi. Lúc này Tần Vũ nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn đang ở trong trận đấu, chỉ sợ Tiêu Chính Văn sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trận đấu ở mức độ này đã không phải là trận mà Tần Vũ có thể gia nhập vào, anh ta càng không thể giúp gì được, chỉ có thể dựa vào chính bản thân Tiêu Chính Văn thôi. Không lâu sau, ánh sáng trên bầu trời tan biến. Tiêu Chính Văn đã so được hơn 100 chiêu với Trương Đạo Linh, hai người bay lên rồi đáp xuống đất, Trương Đạo Linh không khỏi nhíu mày. Chả trách cậu lại ngông cuồng dám giết con cháu nhà họ Trương như thế, xem ra cậu cũng có chút bản lĩnh đấy. Mấy lời này của Trương Đạo Linh hiển nhiên là đã đánh giá Tiêu Chính Văn theo cách khác. Từ khi xuất đạo, dựa vào trận pháp của nhà họ Trương và kiếm pháp của riêng mình, cụ ta gần như đã đánh bại rất nhiều đối thủ bất khả chiến bại và chưa từng thua trận chiến nào. Hơn nữa đến nay vẫn chưa có ai có thể đánh quá 100 chiêu với cụ ta mà không gục ngã. Chương 1738. Năm nay Tiêu Chính Văn mới bao nhiêu tuổi? 20 mấy tuổi mà đã có sức chiến đấu như thế, sao có thể không khiến Trương Đạo Linh lau mắt mà nhìn cho được? Ông cũng rất khá, nếu đổi thành Đông Phương Ngạo Vũ thì đã chết nãy giờ rồi. Tiêu Chính Văn để một tay sau lưng bình thản cười nói. Nhưng Tần Vũ lại để ý thấy cánh tay để sau lưng của Tiêu Chính Văn đang khẽ run.
Hơn nữa hình như giữa kẽ tay còn chảy máu. Ôi, Tần Vũ không khỏi bắt đầu lo lắng cho Tiêu Chính Văn. Chắc Tiêu Chính Văn đã bị trúng không ít đòn trong trận quyết đấu vừa rồi. Nhưng có thể đánh quá 100 chiêu với Trương Đạo Linh mà không gục ngã đã là một kỳ tích lớn. Ha ha ha, Trương Đạo Linh ngửa mặt lên trời cười nói, nhóc con, cậu mồm mép cũng giảo hoạt đấy. Mặc dù tôi không muốn thừa nhận nhưng cậu thật sự rất khá. Nếu cậu không chết, qua 10 năm nữa cậu chắc chắn sẽ là người cực kỳ xuất sắc, nhưng tiếc là ông trời không ủng hộ cậu. Cậu không nên giết người nhà họ Trương. Bây giờ quốc vận khởi động, người người đều biết đến lúc quốc vận thịnh vượng thì sẽ có lợi rất lớn với mỗi người dân Hoa Quốc. Đợi thêm 2 năm nữa e là ngay cả khi tôi muốn giết cậu cũng phải phí mất sức lực khá lớn. Nhưng tôi không phải người biết trân trọng tài năng, trước đó những anh tài giống như cậu cũng có đến mấy chục người chết dưới kiếm của tôi. Hôm nay nếu cậu đã ép tôi ra tay thì cậu chỉ có một kết cục thôi. Nghe cụ ta nói thế, Độ Thiên Chân Nhân và Tần Vũ không khỏi kinh hoàng. Lẽ nào vừa rồi mới chỉ là làm nóng người thôi sao? Trương Đạo Linh vẫn chưa đánh hết sức à? Lúc này mọi người xung quanh càng ngạc nhiên hơn, đã đánh đến mức này rồi mà vẫn chỉ đang thăm dò thực lực à? Vừa rồi chỉ là làm nóng người sao? Đó quả thật là bản lĩnh đáng sợ. Không đúng, với uy danh của tiền bối Trương thì chắc chắn không thể đánh ngang tài ngang sức với Tiêu Chính Văn trong khi đang đánh hết sức được. Đúng thế, tiếp theo mới là chính thức bắt đầu. Mấy người võ tông cùng nhìn về phía Trương Đạo Linh, ánh mắt lóe lên vẻ phấn khích khác thường. Mọi người chẳng có tí kiến thức nào, năm đó khi ông Trương tự tay giải quyết 8 cường giả cảnh giới thiên vương long cấp còn đáng sợ hơn trận đấu này nhiều, vừa rồi chỉ là chút khởi động nhỏ thôi. Chương 1739. Ông Lư chắp hai tay sau lưng kiêu ngạo nói. Cụ ta cũng là một trong số ít những người chứng kiến trận chiến năm đó. Nhưng nếu không phải vì vài nguyên nhân đặc biệt, tin tức bị phong tỏa thì chắc chắn trận chiến đấu đó đã được ghi vào trong lịch sử của Hoa Quốc. Nhưng tiếp theo, Tiêu Chính Văn sẽ không được yên ổn như thế đâu, có thể khiến ông Trương tức giận thì mạng sống của cậu ta cũng đi đến hồi kết rồi. Ông Lư cười khẩy nói. Những gì cụ ta nói quả đúng là sự thật, bởi vì sát chiêu thật sự của Trương Đạo Linh là Thiên Sơn Thất Kiếm. Thất kiếm có thể chém trời diệt đất, thất kiếm có thể trừ ma giết thần. Năm đó 8 cường giả cảnh giới thiên vương long cấp cũng chỉ có thể đỡ được 3 kiếm của cụ ta mà thôi. Nhưng khi cụ ta vừa đánh ra nhát kiếm thứ tư, tất cả mọi người gần như chỉ có thể để mặc cho Trương Đạo Linh tàn sát. Đó không phải là giết bình thường mà là tàn sát. 8 người đều bị giết chết trong vòng 2 chiêu, không một ai còn sống. Thậm chí họ còn không có cơ hội để chạy trốn. Phải biết đó là 8 cường giả cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao đấy. Chỉ cần thiên thần không xuất đầu lộ diện thì họ chính là người có sức chiến đấu hàng đầu trên thế giới. Nhưng dù là thế thì họ vẫn yếu kém khi đứng trước mặt Trương Đạo Linh. Còn Tiêu Chính Văn vừa thăng cấp lên cảnh giới thiên vương thiên cấp 5 sao, cảnh giới vẫn chưa ổn định, lấy cái gì để so với Trương Đạo Linh đây? Cậu Tiêu, cẩn thận Thiên Sơn Thất Kiếm của ông ta. Độ Thiên Chân Nhân vô thức nói với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày ngước mắt lên nhìn Trương Đạo Linh. Nhưng không biết cậu có thể đỡ được mấy kiếm tiếp theo của tôi. Năm đó tôi cũng chỉ dùng 4 kiếm để giết toàn bộ 8 cảnh giới thiên vương long cấp. Trương Đạo Linh vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo nói. Dùng 4 nhát kiếm để giết 8 vị cường giả cảnh giới thiên vương long cấp ư. Vừa dứt lời, hầu như tất cả mọi người đều kinh hãi. Từ đó có thể thấy được, thực lực của Trương Đạo Linh mạnh đến mức nào. Nhưng đúng lúc này, cổ tay Trương Đạo Linh chợt lật lên, phóng ra vô số đóa hoa kiếm, mỗi đóa hoa kiếm lại vô cùng lớn. Chương 1740. Sau đó, vô số thanh kiếm khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Cảnh tượng này giống hệt với cảnh tượng Độ Thiên Chân Nhân thi triển kiếm cảnh. Nhưng nguồn uy lực của kiếm cảnh do Độ Thiên Chân Nhân tạo ra cũng khó có thể so sánh bằng. Chỉ thấy vô số kiếm ảnh khổng lồ chồng chất lên nhau trên bầu trời, tầng tầng lớp lớp. Khi thanh kiếm khổng lồ cao hàng trăm mét ngưng tụ thành thực thể, trên mũi kiếm cũng đồng thời lóe lên ánh sét. Từng tia sét điện xẹt ngang xẹt dọc. Tiêu Chính Văn vừa mới ngẩng đầu lên nhìn, Trương Đạo Linh đã vung kiếm xuống đầu Tiêu Chính Văn. Nhát kiếm này quá nhanh, nhanh đến mức cả gió cũng không theo kịp, lại không mang theo âm thanh xé gió nào.
nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự ác liệt của kiếm khí. Nhát kiếm này chém xuống như hóa thành hàng trăm hàng ngàn lưỡi kiếm, từ bốn phương tám hướng đồng thời cùng chém. Dù sử dụng bất kỳ góc độ nào hay bất kỳ cách di chuyển nào thì cũng sẽ bị chém thành thịt vụn trong nháy mắt. Ngay khi Tiêu Chính Văn sắp bị kiếm ảnh này chém chết thì từ ngực Tiêu Chính Văn đột nhiên lóe lên một luồng sáng, một mũi nhọn màu đỏ đột nhiên bắn ra. Đinh, thanh giáo dài liệt long màu đỏ đâm chuẩn xác vào kiếm thất tinh tang môn của Trương Đạo Linh. Ầm, cùng với tiếng ầm vô cùng lớn vang lên, bầu trời bắn ra vô số tia lửa, bay tán loạn khắp bốn phía với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Hả, Trương Đạo Linh bỗng thấy nghi ngờ. Nhát kiếm này của cụ ta không phải cứ vung tay lên là sẽ tiếp được, sự ảo diệu của nó ở chỗ trận pháp được bố trí kiếm trong kiếm. Cho dù là con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn cũng khó mà đỡ nổi. Vậy thì chắc chắn là do thanh giáo dài trong tay Tiêu Chính Văn có vấn đề. Ít nhất thì thanh giáo dài này cũng có sức mạnh của trận pháp. Vãi, mọi người xung quanh cũng không khỏi suýt xoa, Tiêu Chính Văn lại đón đỡ được nhát kiếm thứ nhất. Mọi người vẫn chưa hết ngạc nhiên, Trương Đạo Linh cũng không dừng tay, mà chém xuống nhát kiếm thứ hai. Chương 1741. Chỉ thấy kiếm ảnh dập trời, tựa như mưa phùn đổ ập xuống người Tiêu Chính Văn. Giết, thật ra Tiêu Chính Văn đã từng được học hỏi ở chỗ Độ Thiên Chân Nhân. Có điều, chiêu thức mà Trương Đạo Linh thi triển có uy lực mạnh và phạm vi sát giáo rộng hơn mà thôi. Muốn phá vỡ cả bầu trời đầy kiếm ảnh này, Tiêu Chính Văn chỉ có một phương pháp duy nhất, đó là từng bước tiến về phía trước. Thanh giáo dài liệt long màu đỏ thỉnh thoảng đâm ra, ngăn cản kiếm ảnh chém xuống. Trong phút chốc, Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn bước ra khỏi phạm vi bao phủ của kiếm ảnh. À, con người của Trương Đạo Linh co lại. Từ phản ứng ung dung của Tiêu Chính Văn, có thể nhìn ra được, đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Chính Văn đối diện với kiếm cảnh, có thể trước đây, ngay sau đó. Khóe mắt của Trương Đạo Linh liếc qua Độ Thiên Chân Nhân, trong lòng khẽ động, lập tức hiểu rõ nguyên do. Dù là vậy, Trương Đạo Linh vẫn thầm giật mình vì sự ung dung của Tiêu Chính Văn. Nhát kiếm thứ hai đã bị Tiêu Chính Văn hời hợt hóa giải, không hề ảnh hưởng gì tới Trương Đạo Linh. Ngay sau đó, cụ ta lại chém ra nhát kiếm thứ ba. Chắc chắn cậu chưa từng thấy nhát kiếm như này. Vừa nói, Trương Đạo Linh vừa giơ kiếm lên. Mũi nhọn của thanh kiếm đón lấy sức gió lập tức bay lên, đâm thẳng vào bầu trời trong nháy mắt. Trên trời kéo mây dày đặc, vô số tia điện màu tím xẹt qua, trong nháy mắt đã bị thân kiếm thu hút, một thanh kiếm sét tím cao xuyên tầng mây được hình thành. Hơn nữa, sấm sét trong mây vẫn đang tiếp tục ngưng tụ về phía thân kiếm to lớn kia với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Trùng trùng điệp điệp, đan sen cài cắm khiến người nhìn tê cả da đầu. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người sợ hãi, nhất là Độ Thiên Chân Nhân, bởi kiếm cảnh của cụ ta là do Trương Đạo Linh truyền lại. Vì vậy mà chiêu thức của cụ ta mới tương đồng với hai nhát kiếm trước của Trương Đạo Linh. Còn nhát kiếm thứ ba này, Độ Thiên Chân Nhân không thể nào lĩnh ngộ được. Vèo, không chờ thanh kiếm khổng lồ trong tay Trương Đạo Linh chém xuống lần nữa, Tiêu Chính Văn đã đâm ra một mũi giáo. Chương 1742. Thanh giáo dài liệt long màu đỏ đột nhiên mang theo một tia sáng trắng lóa mắt, Trương Đạo Linh khinh thường phất tay áo, cụ ta cho rằng chỉ cần giơ tay lên là có thể hóa giải được đòn tấn công này của Tiêu Chính Văn. Nhưng ngoài dữ liệu của cụ ta, thanh giáo dài liệt long màu đỏ mang theo uy thế vô địch, đâm thủng phòng ngự, gây ra va chạm cực mạnh với thân kiếm trên tay cụ ta. Keng, lại là một tiếng vang lớn do kim loại va chạm gây ra, ánh sáng sấm sét đan cài vào nhau cũng biến mất. Kiếm ảnh to lớn theo đó tan thành khói mây. Phụt, cánh tay Trương Đạo Linh tê dần, ngay sau đó, cơn đau dữ dội từ gan tỳ phế phổi truyền tới, khóe miệng cụ ta tràn đầy máu tươi. Bởi vì nhát kiếm này bị mũi giáo dài của Tiêu Chính Văn phá vỡ, nên Trương Đạo Linh bị thiên uy mạnh mẽ phản kích, chấn động tới mức hộc máu. Đến tận lúc này, Trương Đạo Linh mới hoàn toàn kinh ngạc. Sao Tiêu Chính Văn có thể phá vỡ chiêu thức của cụ ta? Không thể nào. Bởi ngay thời điểm những ánh sét kia tụ tập lên thân kiếm trong tay cụ ta, xung quanh có rất nhiều mạch từ trường, đừng nói chỉ một thanh giáo dài, cho dù là một khẩu đại bác cũng đừng hòng cắt đứt. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều sững sờ. Tiêu Chính Văn phá vỡ tuyệt kỹ thành danh của Trương Đạo Linh rồi sao? Tiêu Chính Văn, cậu thật đáng chết. Hai mắt Trương Đạo Linh tóe lửa,
con ngươi đỏ ngầu chỉ trong nháy mắt. Giờ phút này, Trương Đạo Linh cảm thấy vô cùng nhục nhã, cho dù năm đó đối mặt với cao thủ của 15 nước, cụ ta chưa từng bị thương chút nào. Mà ngay hôm nay, đối mặt với một thằng nhóc mới hơn 20 tuổi, lại bị thương. Thiên Sơn Thất Kiếm, Phá Long Thức, Trương Đạo Linh giận dữ gầm lên, thanh kiếm trong tay run run, vô số kiếm ảnh tỏa ra, đồng thời xuất hiện. Trong chu vi mấy mét xung quanh, mây đen giăng đầy, trong tầng mây lại như có tiếng rồng gào thét. Vô số tia chớp lóe lên, rạch ngang bầu trời, nhanh chóng tụ lại thành hình một con rắn điện to như thùng phi, nó phóng về phía Tiêu Chính Văn, há cái miệng to như chậu máu. Bảy thanh kiếm xuất hiện, uy lực lớn khó mà tưởng tượng nổi. Không ổn rồi, mặt mũi ông Lư trắng bệch, nhát kiếm này chém xuống, không chỉ Tiêu Chính Văn xui xẻo, ngay cả những kẻ hóng chuyện như bọn họ cũng đừng mong thoát khỏi. Chương 1743. Chu vi mấy cây số xung quanh đây sẽ bị san phẳng trong nháy mắt. Ông Trương, tuyệt đối không thể làm vậy, xung quanh còn có rất nhiều người dân vô tội. Bọn tôi cũng nát thành bùn mất, ông Trương ơi. Nửa câu sau của ông Lư mới là điều cụ ta thực sự muốn nói. Trong vòng mấy cây số xung quanh đây, cho dù cụ ta có mọc thêm hai cánh cũng không thể nào tránh thoát được nhát kiếm hủy diệt đất trời của Trương Đạo Linh. Hừ, cho dù máu chảy thành sông thì hôm nay Tiêu Chính Văn cũng phải chết. Hai mắt Trương Đạo Linh đỏ ngầu, giận đến phát điên. Con rắn điện khổng lồ trên trời mang theo thiên uy cuồn cuộn, lao vụt về phía Tiêu Chính Văn. Cùng lúc đó, một cảnh tượng quỷ quái hơn xuất hiện, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số bụi gai. Nếu nói là bụi gai thì chi bằng gọi đúng hơn là vô số mũi kiếm đâm lên từ dưới lòng đất. Vãi trưởng, vẻ mặt Tiêu Chính Văn thay đổi, đây là địa tuyệt trận. Tên Trương Đạo Linh này đúng là không phải kẻ đơn giản, chỉ vẫy tay một cái mà cả ba trận pháp thiên tuyệt, địa tuyệt và nhân tuyệt cùng xuất hiện. Nếu Tiêu Chính Văn chưa từng nghiên cứu tam tuyệt trận thì lần này cũng đủ để khiến Tiêu Chính Văn luống cuống tay chân. Mặt đất lúc này như đang rung chuyển dữ dội vì sự giận dữ của Trương Đạo Linh, mọi người xung quanh không thể đứng vững, hầu như đều nằm bò ra đất. Tiêu Chính Văn, mày chết đi, một tay khác của Trương Đạo Linh khẽ vẫy, chỉ thấy trong tay cụ ta bỗng chốc hình thành một lưỡi đao gió màu trắng mà mắt thường cũng nhìn thấy được. Thiên địa nhân tam tuyệt trận đồng thời hình thành, sấm sét, gai nhọn cùng đao gió đồng thời truy sát Tiêu Chính Văn. Giờ phút này, cơn phẫn nộ của Trương Đạo Linh đã đạt đến cực điểm. Từ lúc cụ ta xuất đạo đến nay, chưa từng đổ một giọt máu nào, dù trước đây đã từng trải qua rất nhiều trận chiến nguy hiểm, nhưng lần nào cũng toàn thân nguyên vẹn. Vậy mà sau 20 năm, rời khỏi Thiên Sơn, lại bị Tiêu Chính Văn đánh hộc máu. Mặc dù cụ ta bị chính chiêu thức của mình phản kích, nhưng sao người ngoài có thể hiểu được lý do chứ? Nếu hôm nay không giết Tiêu Chính Văn thì sau này còn ai quan tâm đến danh tiếng của Trương Đạo Linh nữa? Chưa kể đến đám cường giả ở Âu Lục, ngay cả ở Hoa Quốc cũng sẽ trở thành trò cười. Chương 1744. Tiêu Chính Văn, cậu còn không mau bỏ vũ khí xuống, lẽ vào cậu muốn người dân trong vòng mấy cây số quanh đây chôn theo cậu sao? Ông Lư thấy Tiêu Chính Văn còn định tiếp chiêu, liền tức giận đến mức râu ria dựng đứng lên cao. Cụ ta không hề quan tâm đến sự an toàn của người dân, quan trọng là giữ được cái mạng của cụ ta. Uy lực của thanh kiếm này mạnh đến mức nào, trong những người có mặt ở đây, cũng chỉ có ông Lư là biết rõ nhất. Năm đó, cụ ta đã tận mắt chứng kiến vài cao thủ cảnh giới thiên vương, cũng như mấy chục nghìn quân binh trong vòng vài dặm gần như đồng thời biến thành xương máu. Sấm sét, gai nhọn đan sen, cộng thêm thanh đao gió vô địch, gần như không gì có thể ngăn cản nổi. Nếu là dao kiếm bình thường thì không sao, vấn đề đây là đao gió, có thể đâm đến bất cứ nơi nào. Ông Lư lo lắng đến mức suýt tè ra quần. Ông bảo tôi hạ vũ khí ư? Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn ông Lư, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra vẻ giễu cợt. Tiêu Chính Văn, lẽ nào cậu vẫn không hiểu nếu trong vòng mấy dặm quanh đây bị sấm sét thiêu đốt thì tất cả mọi người đều sẽ chết hết hay sao? Cậu muốn mọi người chết cùng cậu à? Lẽ nào cậu không muốn vợ con mình sống nữa hay sao? Cậu không muốn Tần Vũ và Độ Thiên Chân Nhân sống nữa à? Cho dù cậu có ngăn cản thì sao chứ? Cậu ngăn cản nổi sao? Ông Lư nói xong liền nhảy dựng lên. Hừ, Tiêu Chính Văn lạnh lùng dương mắt nhìn Trương Đạo Linh nói, thật đáng tiếc, trận pháp của nhà họ Trương các người dù đã truyền thừa mấy ngàn năm, nhưng lại không đủ tinh hoa,
thiên địa nhân tam tuyệt sao? Ha ha ha, đúng là trò cười. Nhìn thấy Trương Đạo Linh thi triển tam tuyệt trận hoàn chỉnh, Tiêu Chính Văn đột nhiên bật cười. Nhà họ Trương bây giờ quả thực là làm mất mặt trận pháp tổ long để lại. Lòng trung hiếu đã giam hãm tâm trí của bọn họ. Thậm chí còn khiến bọn họ không dám nghi ngờ liệu thiên địa nhân tam tuyệt trận này có phải cùng một trận pháp hay không. Vừa dứt lời, kiếm ảnh tập trung dày đặc trên trời như mưa, sấm sét cũng bao phủ bầu trời trong vòng mấy cây số. Trời đất từ bắt đầu rung chuyển nhẹ trở nên chấn động mạnh. Ngay cả cục cảnh báo địa chấn Giang Trung cũng phải báo động, điều này cho thấy chiêu thức của Trương Đạo Linh mạnh mẽ đến mức nào. Không xong rồi, nhìn thấy uy lực của kiếm, gió, sét đều đã hình thành, ông Lư ngã quỵ xuống đất. Đối mặt với sự tấn công mạnh mẽ như vậy, đừng nói là một mình Tiêu Chính Văn, cho dù là 10 hay 100 người thì cũng có thể làm gì chứ. Hơn nữa, mỗi kiếm ảnh rơi xuống cũng đủ để phá nát những tòa nhà xung quanh. Cộng thêm sức mạnh của sấm sét, ngay cả tòa nhà làm bằng thép cũng lập tức biến thành sắt nóng chảy do nhiệt độ cao của sấm sét. Đao gió lướt qua chỗ nào, chỗ đó không còn sự sống. Chết tiệt! Chương 1745. Bây giờ ông Lư vô cùng hối hận. Đáng lẽ hôm nay không nên tới đây, cụ ta đã tính toán kỹ càng, nhưng vẫn không ngờ cái mạng già này lại rơi vào tay Trương Đạo Linh. Lúc này, đám doanh nhân giàu có và những ông chủ lớn đều đang gào khóc thảm thiết. Bọn họ có thể cảm nhận được cái chết đang đến gần họ. Trương Đạo Linh hoàn toàn không coi bọn họ là con người, thậm chí trong mắt Trương Đạo Linh, bọn họ chỉ là con kiến. Chết rồi cũng có sao đâu. Không, Đại sư Trương, tôi không muốn chết. Cầu xin ông, hãy cho chúng tôi một lối thoát. Đại sư Trương, tôi luôn trung thành với ông. Đại sư Trương, nhà tôi còn có mẹ già con nhỏ, xin hãy tha mạng cho tôi. Tiếng kêu la cầu xin thảm thiết vang lên xung quanh, nhưng Trương Đạo Linh vẫn chẳng hề để tâm. Chỉ là đám người võ tông kia vẫn mạnh mẽ hơn bọn họ rất nhiều, mặc dù cũng cảm nhận được cái chết đang đến gần, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là sợ tè ra quần chứ không hề gào khóc thảm thiết. Bởi vì bọn họ biết cầu xin cũng vô ích. Trong mắt cường giả, mạng sống của bọn họ thoáng qua, không đáng nhắc đến. Sư phụ, chúng ta sẽ chết thật sao? Một đệ tử võ tông trẻ tuổi nắm chặt tay áo của một ông lão, run giọng hỏi. Nhưng ông lão nhắm nghiền hai mắt, cơ thể khẽ run rẩy. Lúc này, Tiêu Chính Văn cũng khởi động. Sấm sét cũng được, địa chấn cũng chẳng sao, đó chỉ là từ trường bên ngoài mà thôi. Anh tin con người có thể thắng được trời đất. Nói cách khác, nếu từ trường vốn có trong cơ thể con người được kích thích thì hoàn không bị thao túng bởi những ngoại lực này. Lúc này, đầu óc của Tiêu Chính Văn lại rơi vào trạng thái trống rỗng. Không giống như trước đây, lần này, Tiêu Chính Văn đã hiểu ra một đạo lý. Tại sao anh tiến vào trạng thái trống rỗng thì mới có thể thi triển trận pháp sao trời kia? Bởi vì chỉ khi đó, tâm linh mới được kết nối với vũ trụ. Từ trường trong cơ thể sẽ đồng hộ với vũ trụ. Cho nên anh mới có thể dùng suy nghĩ của mình điều động các vì sao trên trời, khiến mây cuốn mây bay, khiến ánh nắng trở nên gay gắt. So với vũ trụ bao la, những uy lực tự nhiên mà Trương Đạo Linh điều khiển được quả thực đơn giản không đáng kể. Theo cơn gió điên cuồng, vô số kiếm ảnh rơi xuống, tiếng sấm cuồn cuộn vang lên bên tai mọi người, xung quanh chỉ còn lại tiếng than khóc. Nhưng Độ Thiên Chân Nhân và Tần Vũ vẫn bình tĩnh đứng sau lưng Tiêu Chính Văn, từ từ nhắm mắt lại. Có thể chết trong chiêu thức lợi hại như vậy, hai người bọn họ chết cũng cam lòng. Có thể xuống hoàng tuyền cùng nhân vật lớn như Tiêu Chính Văn, cũng là một vinh dự lớn cho cả hai bọn họ. Chương 1746. Bởi vậy trong lòng bọn họ không hề sợ hãi, cũng không hề hối hận, mà chỉ yên lặng chờ đợi cái chết. Trời đất ngân hà, biến. Tiêu Chính Văn gầm lên, rút thanh giáo liệt long màu đỏ ra. Trên bầu trời, vô số ngôi sao đột nhiên tỏa sáng, mây đen ngưng tụ trên đầu mọi người cũng bị thổi bay. Sấm sét và mây tích điện rõ ràng đã ngưng tụ lại với nhau cũng biến mất. Trời đất khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Ngay cả đao gió đã hình thành từ trước cũng biến thành cơn gió nhẹ thổi qua mặt mọi người. Hả, tôi vẫn chưa chết. Ông trời mở mắt rồi. Thật tốt quá. Tạ ơn trời đất, đám người xung quanh nhao nhao quỳ xuống đất, đập đầu tạ ơn trời. Ngay cả Tần Vũ và Độ Thiên Chân Nhân cũng tròn mắt nhìn lên bầu trời.
mọi thứ dường như chưa từng xảy ra. Không chỉ bọn họ kinh ngạc mà ngay cả Trương Đạo Linh cũng chết lặng. Tuyệt kỹ của cụ ta đã bị phá vỡ rồi sao? Chuyện này không thể nào. Không thể nào, lúc này, trên trán Trương Đạo Linh cũng đẫm mồ hôi. Cụ ta vẫn còn con bài chưa lật, nhưng con át chủ bài cuối cùng này lại không thể lấy ra được. Nếu lấy ra thì cụ ta sẽ chết cùng Tiêu Chính Văn. Bù, trong lúc Trương Đạo Linh còn đang sững sờ thì Tiêu Chính Văn đột nhiên giơ tay lên tát mạnh. Cú tát này cùng với gió rít, giáng thẳng xuống mặt Trương Đạo Linh. Bốp, tiếng tát giòn giã vang lên, cơ thể Trương Đạo Linh bay ra xa. Dầm, cú tát này của Tiêu Chính Văn đã dùng lực của trận pháp cho nên lực đánh vô cùng mạnh. Trương Đạo Linh vừa rơi xuống đất đã phun ra một ngụm máu tươi. Vừa nãy bị thương do phản kích, bây giờ lại bị Tiêu Chính Văn tát đến nôn ra máu. Ông nói người ở mấy cây số quanh đây đều sẽ chết cùng tôi sao? Tiêu Chính Văn nói xong, bóng dáng vụt một cái đã đến gần Trương Đạo Linh. Trương Đạo Linh còn chưa kịp đứng dậy, Tiêu Chính Văn đã giơ chân đá lên ngực cụ ta. Dầm, cơ thể Trương Đạo Linh lại bay ra mấy chục mét nữa. Tiêu Chính Văn, cậu đừng ép, Trương Đạo Linh còn chưa kịp nói xong, một bạt tai nặng nề nữa đã giáng xuống mặt cụ ta. Cơ thể lại bay ra mấy chục mét, mặt Trương Đạo Linh bị đánh đến sưng vù, máu từ trên má chảy ròng ròng xuống, nhuốm đỏ cả áo choàng. Tiêu Chính Văn, là cậu ép tôi đấy. Trương Đạo Linh điên cuồng gào lên. Đồng thời, mắt cụ ta phóng ra tia sáng lạnh lẽo, con ngươi lóe lên vẻ kiên định. Ánh mắt biến thành những tia sáng sắc bén, bắn ra khỏi mắt. Cùng lúc đó, trời đất cũng gần như biến sắc. Trăm hoa đua nở khắp mọi nơi. Trên bầu trời, một mặt trời đỏ trực chiếu sáng xuống mặt đất, nhưng ánh mặt trời lại đỏ như máu. Chương 1747. Ánh mặt trời đỏ như máu chiếu vào mọi người, khiến bọn họ già đi 10 tuổi trong phút chốc. Đây là trận pháp gì? Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Lúc này, tóc trên đầu Tiêu Chính Văn cũng trở nên bạc trắng, tốc độ lão hóa của anh nhanh hơn những người khác gấp đôi. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn nhanh chóng già đi, Trương Đạo Linh bật cười lớn. Ha ha ha, Tiêu Chính Văn, bây giờ cậu đã hiểu rồi chứ? Muốn giết cậu, tôi thậm chí còn không cần dùng kiếm. Tam tuyệt trận là thứ cậu có thể lĩnh ngộ được sao? Nói cho cậu biết, đây chính là địa tuyệt trận trong tam tuyệt trận. Nghe Trương Đạo Linh nói xong, mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Sao địa tuyệt trận lại có thể khiến người ta già đi một cách nhanh chóng đến vậy? Theo lý giải của nhà họ Trương các người, thiên tuyệt trận có thể khuấy động mây và sét, khống chế uy lực của trời. Địa tuyệt trận có thể điều chỉnh bốn mùa, kiểm soát thời gian trôi qua. Thiên tuyệt trận có thể kiểm soát sinh tử, lấy sinh tử làm trận, đúng không? Tiêu Chính Văn ngẩng đầu, trên mặt hiện lên nếp nhăn, giọng nói cũng già đi rất nhiều. Tiêu Chính Văn, cậu quả nhiên là có tư chất hơn người, chưa tới 10 ngày đã có thể nắm được tinh hoa trận pháp của tam tuyệt trận, hiểu được ý nghĩa của nó, tôi quả thực là không nhìn lầm cậu. Trương Đạo Linh hơi nghiến răng nói. Thực ra còn một điểm Tiêu Chính Văn chưa nói rõ đó là với năng lực hiện giờ của Trương Đạo Linh, cụ ta chỉ có thể thi triển trận pháp trong một tiếng đồng hồ, nếu vượt quá giờ, cụ ta sẽ hao kiệt hết tinh lực mà chết. Lúc này Trương Đạo Linh vì thể diện của mình, vì uy danh của nhà họ Trương mà đã không tiếc thiêu đốt sinh mạng của mình. Ngẩng đầu nhìn mặt trời đỏ giữa trời, Độ Thiên Chân Nhân liên tục lắc đầu. Xem ra hôm nay, không chỉ Tiêu Chính Văn, mà tất cả mọi người đều sẽ phải chết. Trong trận thảm họa mấy chục năm trước, một đám quân vi hào cũng tiến vào Thiên Sơn. Nghe nói, buổi trưa ngày hôm đó, trên trời xuất hiện mặt trời máu. Ánh mặt trời gay gắt, chói lọi trong vòng trăm cây số. Khi đội quân vi hào đi đến lưng chừng núi, bọn họ đã cảm thấy cạn kiệt sức lực. Chương 1748. Nhưng khi nhìn nhau, bọn họ mới phát hiện ra rằng mọi người xung quanh bọn họ đã biến thành bộ dạng già nua. Chưa nói đến việc hành quân chiến đấu, ngay cả việc đi bộ cũng trở nên khó khăn với bọn họ. Cuối cùng, đội quân 5.000 người đã biến mất trong Thiên Sơn. Thì ra, tất cả những chuyện này đều liên quan đến nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Nhìn mặt trời máu lần nữa, Độ Thiên Chân Nhân không còn hy vọng gì nữa. Con người có thể thắng tự nhiên. Nhưng sao con người có thể thắng được dòng chảy thời gian? Người ta nói năm tháng như một con dao. Không ai có thể chống lại được con dao này.
đây là xoay chuyển thời gian và không gian. Cho dù chúng ta không bị giết bởi Thiên Sơn Thất Kiếm mà ông ta đã dùng thì cũng sẽ chết theo dòng năm tháng này. Đến lúc này, ông Lư đã không còn hy vọng gì nữa. Tiêu Chính Văn cũng không ngừng tự hỏi chính mình. Lẽ nào một trận pháp nhỏ bé này thật sự có thể kiểm soát dòng chảy của thời gian sao? Anh không tin, bất luận là trong Thiên Sơn Thư Lục hay trong Tam Tuyệt Trận, Tiêu Chính Văn chưa từng tìm thấy điều này. Ngay từ đầu, Tiêu Chính Văn đã hiểu rõ về trận pháp này, đó chỉ là thủ đoạn tạo ra ảo giác mà thôi. Nhưng lúc này, tâm trí và sức lực của anh lại không còn được như trước, đây chắc chắn không phải ảo giác. Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn lại để ý thấy bản thân Trương Đạo Linh dường như không bị ảnh hưởng bởi tia sáng chói đỏ này, cụ ta không hề già đi. Đúng lúc này, trong biệt thự đột nhiên vang lên tiếng khóc của trẻ con. Tiếng khóc non nớt đó rõ ràng là tiếng con trai Tiêu Chính Văn mới sinh chưa đến 3 ngày. Chính tiếng khóc này đã khiến Tiêu Chính Văn càng chắc chắn hơn với suy đoán của mình. Đây chính là một loại ảo giác, chỉ là nó cao minh và chân thật hơn những loại ảo giác thông thường khác. Sư phụ, trên tay của con sao lại có vết chai? Tên đệ tử võ tông kia lại nhìn ông lão phía trước với vẻ sợ hãi. Cậu ta mới chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi, sao chớp mắt một cái đã biến thành ông già đầy vết chai và nếp nhăn chứ? Chương 1749. Lúc này, sư phụ của cậu ta đã già đến mức không nở nổi mí mắt, chỉ có thể khó khăn quay lại nhìn hắn, sau đó thở dài bất lực. Lúc này, Trương Đạo Linh chắp tay sau lưng, mặc dù trên mặt có vết bầm tím do bị Tiêu Chính Văn đánh, nhưng vẫn vô cùng ngạo mạn. Tiêu Chính Văn, bây giờ cậu đã hiểu rồi chứ? Thời gian mới là vũ khí giết người thật sự. Từ lúc xuất đạo đến nay, Trương Đạo Linh tôi chưa từng sử dụng trận pháp huyền diệu này bao giờ, cậu là người đầu tiên được nhìn thấy đấy. Thấy cậu sắp chết rồi, tôi cũng không ngại nói cho cậu một bí mật. Cậu biết nguyên nhân vì sao cường giả cảnh giới thiên vương ở Hoa Quốc lại ít vậy không? Trương Đạo Linh nở nụ cười đắc thắng. Theo lý mà nói, trong mấy ngàn năm nay ở Hoa Quốc, chưa nói đến cường giả cảnh giới thiên vương, ngay cả cường giả cảnh giới thiên thần cũng xuất hiện rất nhiều. Thậm chí vào thời cổ đại, cường giả cảnh giới thiên thần ở Hoa Quốc đông như kiến, căn bản là không đáng nhắc đến. Nhưng theo dòng chảy của thời gian, võ tông Hoa Quốc ngày càng yếu đi. Đến thời hiện đại, cường giả cảnh giới thiên vương càng hiếm gặp. Đây là lý do vì sao lúc thiên tử cũ còn sống, đã rất vui khi nghe tin Tiêu Chính Văn đạt đến cảnh giới thiên vương. Ông sẽ không nói với tôi rằng chính là nhỏ Trương các người điều khiển quốc vận của Hoa Quốc đấy chứ? Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi. Nếu đúng như vậy thì nhà họ Trương không hề có công với Hoa Quốc, mà ngược lại còn đáng chết. Ha ha ha, nhà họ Trương đâu có bản lĩnh lớn vậy chứ? Bởi vì bản thân võ thuật của Hoa Quốc đã ẩn chứa trận pháp, tất cả kiếm cảnh đều là trận pháp. Tuy nhiên, chỉ khi sau khi học được cả trận pháp và võ thuật thì mới có thể thuận lợi bước đến ngưỡng cửa thành công. Nếu có võ thuật mà không có trận pháp thì võ thuật của Hoa Quốc sẽ trở thành vật trưng bày mà thôi. Không hề có chút uy lực nào cả. Trương Đạo Linh nói ra điều này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chẳng trách. Những năm gần đây thường xuyên có tin đồn đại sư võ thuật thua tuyển thủ quyền Anh. Thì ra chính là vì nguyên nhân này. 40 năm trước, năm đại danh Sơn đã thu lại hết trận pháp, trong đời thường đã không còn ai tinh thông trận pháp nữa. Trong tình huống này, cậu vẫn có thể đạt được cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao trong một thời gian ngắn, điều này thật sự khiến tôi bất ngờ. Nói đến giây, Trương Đạo Linh quay đầu lại nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Chương 1750. Lúc này, trong lòng Tiêu Chính Văn không khỏi dao động. Chẳng trách trước khi anh có được trái tim rồng kim long, mỗi lần tăng cảnh giới đều khó hơn lên trời. Sau khi có được trái tim rồng kim long, cảnh giới của anh gần như tăng cấp rất nhanh. Thì ra nguyên nhân chính là ở trận pháp. Trong chuyện này, nhà họ Trương các ông có lẽ đã dụng tay vào không ít nhỉ. Tiêu Chính Văn nheo mắt, nhìn Trương Đạo Linh. Theo lời của Trương Đạo Linh thì rất có khả năng người khơi mào cho vụ việc này chính là nhà họ Trương. Nếu không, Trương Đạo Linh cũng không thể trải qua hàng chục năm mà không gặp phải đối thủ nào. Sự tự tin này chắc chắn không chỉ bắt nguồn từ sức mạnh. Hừ, cũng có thể coi là như vậy, nhưng mấy chục năm trôi qua rồi, tất cả đã không thể thay đổi được nữa, cho dù nói cho các người bí mật này thì cũng chẳng sao cả.
Trương Đạo Linh liếc nhìn tất cả mọi người. Ánh mắt của cụ ta như đang nhìn đám xác chết, vì chỉ trong 10 phút nữa, đám người đều sẽ già mà chết. Thì ra là vậy, nhưng có vẻ như ông vui mừng quá sớm rồi. Còn nhớ lúc nãy tôi nói gì với ông không? Nhà họ Trương đã lĩnh hội sai về tam tuyệt trận, sai ngay từ lúc ban đầu, cho nên tất cả phía sau đều là sai. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Lời nói của anh như ném một quả bom vào lòng mọi người, khiến tất cả mọi người, ngay cả Trương Đạo Linh cũng phải kinh ngạc. Đến lúc này rồi mà Tiêu Chính Văn vẫn có thể nói ra những lời ngông cuồng vậy sao? Chẳng lẽ tổ tiên nhà họ Trương không bằng một tên nhãi danh Tiêu Chính Văn hơn 20 tuổi? Hỗn láo, Tiêu Chính Văn, cậu nghĩ mình là ai chứ? Hôm nay, tôi sẽ khiến cậu biến thành cho bụi trong tam tuyệt trận. Trương Đạo Linh trợn tròn mắt, tức giận gầm lên. Cũng vào lúc này, dáng vẻ của Tiêu Chính Văn lại già yếu đi vài phần, tựa như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào. Leng keng, tay của Tiêu Chính Văn không còn sức để cầm nổi thanh giáo dài liệt long màu đỏ khiến nó rơi thẳng xuống đất. Chương 1751. Tiêu Chính Văn, cảm giác bây giờ thế nào? Cậu còn dám nói nhà họ Trương tôi hiểu sai trận pháp này nữa không? Trương Đạo Linh thấy vậy, bỗng ngửa mặt lên trời cười ha hả. Giờ phút này, Tiêu Chính Văn đừng nói là giao đấu với cụ ta, ngay cả thanh giáo dài liệt long trong tay anh cũng rơi xuống đất. Một lão già tóc bạc ra mồi còn cần Trương Đạo Linh phải ra tay nữa sao? Nhưng khi tất cả mọi người đều tưởng rằng Tiêu Chính Văn sẽ chết chắc, thì lại thấy Tiêu Chính Văn nhấc chân bước lên trước một bước. Sau bước chân này, ngàn sao trên trời chuyển động và xoay chuyển, mặt trời lóe lên tia sáng chói lọi đỏ thẫm rồi dần dần ngả về hướng Tây. Bầu trời đầy sao bỗng dưng xuất hiện, ánh trăng sáng tỏ nhô lên bầu trời. Thời gian sẽ không trôi đi chỉ vì trận pháp của ông. Đây chẳng qua chỉ là một loại ảo giác mà thôi, chỗ cao minh duy nhất trong trận pháp của nhà họ Trương là có thể khiến cho lòng người nảy sinh ảo giác rằng tất cả những chuyện này đều là thật. Thế nhưng, trên thế giới này, thật vĩnh viễn sẽ không trở thành giả, giả vĩnh viễn không thành thật được. Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn đã lại khôi phục dáng vẻ trẻ trung. Đồng thời, một tay anh đưa ra, thanh giáo dài liệt long màu đỏ lại một lần nữa nằm gọn trong tay Tiêu Chính Văn. Hầu như tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều hết sức kinh ngạc. Nhất là Trương Đạo Linh, cụ ta hoảng sợ nhìn Tiêu Chính Văn nói, chuyện này không thể nào. Cho dù là cường giả cảnh giới thiên thần cũng không thể nào, cụ tổ nhà họ Trương đã từng dùng địa tuyệt trận trong tam tuyệt trận để giết chết ba cường giả cảnh giới thiên thần địa cấp. Dĩ nhiên, bản thân vị cụ tổ nhà họ Trương kia cũng là cao thủ cảnh giới thiên thần. Vì vậy, Trương Đạo Linh vô cùng tự tin về tam tuyệt trận của nhà họ Trương. Cụ ta và Tiêu Chính Văn là đối thủ cùng cấp bậc, Tiêu Chính Văn không thể phá giải được trận pháp nhà họ Trương. Thời gian luôn rất công bằng với mỗi một người, bao gồm cả vạn vật trên thế giới này. Thật đáng tiếc, chiếc lá này chưa rơi xuống, mà nhánh cây nhỏ này cũng không thể lớn thành đại thụ che trời. Tiêu Chính Văn chỉ vào một nhánh cây nhỏ cách đó không xa. Sau khi nghe Tiêu Chính Văn nói xong, mọi người mới để ý, thì ra ở cách đó không xa, có một nhánh cây nhỏ chỉ cao tới nửa thân người. Dường như từ lúc mọi người đến cửa biệt thự nhà họ Tiêu đến giờ, nó vẫn luôn mọc ở nơi đó, không mảy may thay đổi. Nghe Tiêu Chính Văn nói xong, tất cả mọi người hầu như đều hiểu ra. Chương 1752. Những người đã biến thành ông cụ tóc trắng da mồi, trong nháy mắt cũng đã khôi phục dáng vẻ vốn có. Xương trắng trên đầu Độ Thiên Chân Nhân cũng dần dần biến mất, mặt mũi già nua lại khôi phục vẻ hồng hào như trước. Cả đầu tóc bạc trắng của Tần Vũ cũng dần trở nên đen nhánh, toàn thân khôi phục lại dáng vẻ lúc còn trẻ, trăng sáng sao thưa trên trời cũng theo đó dịch chuyển và xoay rời, một lần nữa trở về lúc giữa trưa nắng gắt. Tất cả mọi thứ lại khôi phục dáng vẻ như ban đầu, chỉ có Trương Đạo Linh vẫn trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn chằm chằm. Cậu ta chỉ mới 20 mấy tuổi thật sao? Ngay cả những lão quái vật cảnh giới thiên thần cũng khó mà phán đoán được trận pháp này, thế mà lại bị Tiêu Chính Văn nhìn thấu. Cậu không thể chỉ mới 20 mấy tuổi được. Điều này không thể, nhà họ Tiêu các người đang giấu giếm bí mật gì đó. Trương Đạo Linh luống cuống. Lúc này cụ ta đã hoàn toàn không còn sức lực. Nhưng sinh mệnh cụ ta vẫn đang rực cháy, cụ ta không muốn nhìn thấy mình vì mệt mỏi cạn kiệt sức lực mà chết đi. Còn Tiêu Chính Văn lại không hề bị thương tổn gì. Ông vĩnh viễn không có cơ hội để biết bí mật của nhà họ Tiêu chúng tôi.
Vừa nói, Tiêu Chính Văn vừa vung thanh giáo lên, một tia sáng màu bạc đâm thẳng về phía Trương Đạo Linh. Cú đánh này cũng hàm chứa uy lực trận pháp giống hệt vậy. Trương Đạo Linh cứ như nhìn thấy hình cảnh của cả cuộc đời mình, thấy cảnh tượng mình chết thảm, mọi thứ chân thật vô cùng. Nhưng trong lòng cụ ta lại không ngừng tự nhủ, tất cả những thứ này, chẳng qua chỉ là ảo ảnh do Tiêu Chính Văn bày ra, tất cả mọi thứ đều là giả. Cụ ta là Trương Đạo Linh, là con cưng của trời mạnh nhất Hoa Quốc hàng trăm năm qua. Cụ ta không thể nào chết trong tay một thằng nhãi ranh mới hơn 20 tuổi được. Không, Trương Đạo Linh đột nhiên gào thét điên cuồng, đồng thời giơ thanh kiếm thất tinh tang môn chém về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, cậu quả nhiên không phải kẻ tầm thường, nhưng cậu vĩnh viễn không thể giết được tôi. Tôi là Trương Đạo Linh, tôi là thiên vương chân chính trong các thiên vương. Trương Đạo Linh phát ra tiếng giống kinh thiên động địa. Lần này, kiếm của Trương Đạo Linh không mang thêm bất kỳ uy thế gì, không có bất kỳ kiếm ảnh nào, chỉ là một nhát kiếm chém ra vô cùng bình thường, nhưng trong nhát kiếm này lại ẩn chứa một nguồn sức mạnh siêu nhiên. Chương 1753. Vào giờ phút này, bản thân Trương Đạo Linh cũng không dám tin rằng, trong tình huống mình không dùng đến tam tuyệt trận lại có thể chém được một nhát kiếm mạnh mẽ dị thường đến vậy. Không sai, đây chính là sức mạnh của bản thân cụ ta. Có vẻ như ông đã cảm nhận được rồi. Khóe miệng Tiêu Chính Văn hơi nhếch lên. Do ánh mắt Trương Đạo Linh quá kinh hãi nên Tiêu Chính Văn cũng không khó để nhận ra, Trương Đạo Linh cũng cảm nhận được giá trị của mấy chữ con người có thể chiến thắng tự nhiên. Có điều, cụ ta vĩnh viễn cũng không ngộ ra được, con người thật sự chiến thắng được tự nhiên là vì lẽ gì. Thanh giáo dài liệt long trong tay Tiêu Chính Văn một lần nữa đâm trúng kiếm thất tinh tang môn, phát ra một luồng sáng trắng chói mắt. Mọi người xung quanh vội vàng quay đầu, ánh sáng kia quá chói lóa, thậm chí còn sáng hơn cả mặt trời ban trưa. Phụt, sau khi ánh sáng trắng đã tản đi, cơ thể Trương Đạo Linh lại bay ra ngoài lần nữa, chưa kịp rơi xuống đất thì đã phun ra một ngụm máu lớn. Leng keng, kiếm thất tinh tang môn rơi xuống đất, Trương Đạo Linh không dám tin mình bị đánh hộc máu, chật vật cố gắng đứng dậy. Hôm nay Tiêu Chính Văn đã mang đến cho cụ ta quá nhiều bất ngờ. Trong mắt cụ ta, một thằng danh con chỉ cần giơ tay ra là có thể chém chết nhưng lại bị chính nó đánh tóe máu miệng. Hơn nữa lại đánh bay cụ ta chỉ bằng thực lực, thậm chí còn khiến cụ ta hộc máu. Đây chính là thằng danh mà cụ ta không thèm liếc mắt nhìn đến ư. Sao rồi, bây giờ đã rõ rồi chứ, trận pháp của nhà họ Trương các ông, thật ra ngay cả người nhà họ Trương như ông cũng không hiểu rõ. Tiêu Chính Văn dửng dưng nói. Thông qua đòn đánh vừa nãy, Tiêu Chính Văn đột nhiên hiểu rõ. Thì ra, trong cơ thể mỗi một người đều có từ trường, đều có thể thay đổi theo cảm xúc của mình. Mà loại từ trường này có thể thúc đẩy từ trường bên ngoài cùng chuyển động. Cuối cùng sẽ tạo thành một thứ gọi là thế lực, chiến lực hay sức mạnh cũng không thể so bằng. Chương 1754. Trong nháy mắt, Tiêu Chính Văn có cảm giác mình chỉ dùng không đến 1% sức lực, đã có thể đánh nhân vật cỡ như Trương Đạo Linh hộc máu miệng. Máu văng tung tóe, đây là minh chứng tốt nhất. Khó trách trong mấy cuốn sách cổ Hoa Quốc và Thiên Sơn Thư Lục đều có ghi chép, cho dù là cường giả cảnh giới chủ soái cũng có thể dùng một kiếm chẻ đôi ngọn núi. Lúc Tiêu Chính Văn mới nghiên cứu Thiên Sơn Thư Lục, anh vẫn còn hoài nghi những điều trong sách phong đại quá mức. Hóa ra, đúng như lời Trương Đạo Linh nói, không phải do thiếu sức chiến đấu mà là thiếu trận pháp hỗ trợ. Tiêu Chính Văn, cậu tưởng rằng dựa vào chiêu này thì có thể thắng được tôi sao? Lúc này đầu tóc Trương Đạo Linh rối bời, đâu còn khí thế cao ngạo nữa, cũng đâu còn uy nghiêm thần thánh nhìn loài người bằng nửa con mắt. Giờ phút này, cụ ta hệt như một con gà trọi bại trận, chỉ có thể ngoan cố chống đỡ bằng sự cố chấp. Chỉ có ông Lư nhìn về phía Trương Đạo Linh và Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt sâu xa, hơn nữa còn không ngừng lùi mấy bước về sau. Ông Lư! Ông Trương ông ta, trận chiến thực sự chỉ mới bắt đầu, tên nhãi Tiêu Chính Văn này không nên hoàn toàn chọc giận Trương Đạo Linh, tiếp theo sẽ vô cùng nguy hiểm. Ông Lư vừa nhỏ giọng nói với người bên cạnh, vừa không ngừng lùi về phía sau, thậm chí còn lui hẳn ra khỏi đám người. Xem ra ông vẫn không hiểu, người nhà họ Trương các ông đã hiểu sai trận pháp rồi. Tiêu Chính Văn hờ hững nói. Lúc này, Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn không coi Trương Đạo Linh ra gì. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn đã nhảy vọt về phía Trương Đạo Linh một lần nữa, mà cụ ta không ngừng lùi lại, rõ ràng là không thể thắng được. Vì vậy,
lời nói của ông Lư hoàn toàn không thu hút sự chú ý của mọi người. Một người sắp chết còn có thể gây ra được chuyện gì kinh thiên động địa chứ? Điều bọn họ muốn làm bây giờ là cúi lạy cầu xin Tiêu Chính Văn ngay sau khi anh giết chết Trương Đạo Linh. Để giảm nhẹ tội lỗi của bản thân, giúp gia đình, môn phái của mình không gặp họa diệt vong. Nhưng ngay khi Tiêu Chính Văn cách Trương Đạo Linh chưa đầy 5 bước, đột nhiên hai mắt Trương Đạo Linh sáng rực, khắp người cụ ta phát ra một luồng sáng đỏ như máu. Chương 1755. Tôi muốn cậu nếm thử bí thuật chân chính của nhà họ Trương chúng tôi. Nhìn thấy ánh sáng đỏ rực như máu ấy, mọi người không khỏi chấn động. Mãi đến lúc này họ mới nhớ lại câu nói vừa nãy của ông Lư. Nhưng tất cả đã quá trễ. Chỉ nhìn thấy Trương Đạo Linh đứng ở trung tâm, vô số ánh sáng màu đỏ, cùng với sức nóng khiến người ta không thể chịu nổi cuồn cuộn nổi lên. Vụt, Tiêu Chính Văn bất giác nhíu mày, ánh sáng đỏ kia hiển nhiên không phải là sức mạnh của Trương Đạo Linh. Nghĩ đến đây, Tiêu Chính Văn không khỏi bất ngờ ngẩng đầu lên. Chỉ nhìn thấy mặt trời lại có một sợi tơ hồng kết nối với cơ thể của Trương Đạo Linh. Không hay rồi, trong lòng Tiêu Chính Văn bỗng trùng xuống. Trương Đạo Linh muốn dùng trận pháp để dẫn lửa nóng từ mặt trời, như vậy sẽ biến khu vực này trong bán kính vài trăm mét thành cho bụi. Nhất định phải phá hủy trận pháp của Trương Đạo Linh trước khi nó hoàn thành. Nếu không, mọi sinh vật sống trong vòng vài trăm mét đều sẽ gặp họa. Nghĩ đến đây, Tiêu Chính Văn cầm chắc thanh giáo dài liệt long màu đỏ trong tay rồi đâm thẳng tới. Sức mạnh vô tận của các vì sao lưu chuyển trên thanh giáo dài liệt long màu đỏ, chặt thẳng vào sợi tơ hồng nhàn nhạt kia. Bùm, sau một tiếng nổ lớn, một làn sóng nhiệt vô cùng lớn tràn ra xung quanh, quần áo của rất nhiều người lập tức hóa thành cho bụi. Tiêu Chính Văn cũng bị làn sóng nhiệt này đẩy lùi lại mấy bước, chỉ có khuôn mặt của Trương Đạo Linh vẫn nở một nụ cười dữ tợn. Tiêu Chính Văn, mọi thứ đã quá muộn, trận pháp đã hoàn thành, cậu cứ chờ đi. Chương 1756. Trương Đạo Linh chưa kịp nói xong, Tiêu Chính Văn đã đứng thẳng người dậy, giơ cánh tay lên bóp chặt cổ Trương Đạo Linh. Trận pháp đã hoàn thành ư? Không cần biết là trận pháp gì, chỉ cần người lập trận chết thì trận pháp đương nhiên sẽ bị hủy theo. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, đồng thời bóp lấy cổ Trương Đạo Linh, trong chớp mắt siết chặt lại. Chủ nhân, cẩn thận, Độ Thiên Chân Nhân nhìn thấy Trương Đạo Linh bị Tiêu Chính Văn bóp chặt cổ, vẻ mặt Trương Đạo Linh không hoảng sợ, mà ngược lại nụ cười của cụ ta càng tươi hơn, điều đó rõ ràng là Trương Đạo Linh vẫn còn có con át chủ bài khác. Ngay khi Tiêu Chính Văn chần chừ, một dòng máu đỏ sẫm từ miệng Trương Đạo Linh phụt ra, sau đó bắn lên mu bàn tay Tiêu Chính Văn. Khi dòng máu đỏ sẫm này chảy ra, Tiêu Chính Văn đột nhiên cảm thấy cánh tay đang bóp cổ của Trương Đạo Linh bắt đầu tê dại. Ha ha ha, nhìn thấy cánh tay của Tiêu Chính Văn dần mất khả năng cử động, Trương Đạo Linh bật cười lớn. Tiêu Chính Văn ơi là Tiêu Chính Văn, cậu vẫn còn non lắm. Ha ha, lần này, cậu cuối cùng cũng hiểu thế nào là gừng càng già càng cay rồi nhé. Giờ phút này, Trương Đạo Linh dường như đã khôi phục lại được khí thế hừng hực, sức mạnh quay lại trạng thái đỉnh cao của cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao. Đâu còn dấu vết thất bại, dòng máu đỏ sẫm đó men theo cảm giác của Tiêu Chính Văn mà ngược dòng quay lại, nhanh chóng lan khắp cơ thể anh. Lúc này, cả người Tiêu Chính Văn vô cùng uể oải. Chất lỏng màu đen đỏ kia dường như là máu, nhưng Tiêu Chính Văn lờ mờ cảm thấy nó hoàn toàn không phải là máu. Mà nó giống như một loại thuốc mê, nhưng thuốc gây mê bình thường, hoàn toàn không có tác dụng với cường giả ở cảnh giới Thiên Vương. Cho dù Tiêu Chính Văn có cố gắng thế nào cũng không thể vẩy chất lỏng màu đỏ sẫm kia ra khỏi người mình. Ha ha, Tiêu Chính Văn, bây giờ có phải cậu cảm thấy toàn thân tê dần đúng không? Chương 1757. Tôi nói cho cậu biết, đây là huyết hòe độc nhất vô nhị của nhà họ Trương chúng tôi. Cậu sẽ không thể vẩy nó ra khỏi người cậu được đâu, hơn nữa càng dùng nhiều lực thì cậu sẽ kiệt sức càng nhanh. Bí thuật của Trương gia chúng tôi thì một tên nhóc con như cậu làm sao có thể đoán được. Có điều cậu cũng quả thật làm cho tôi kinh ngạc. Ở tuổi của cậu mà có thể ép tôi phải dùng đòn sát thủ, quả thật là không tầm thường. Cho cậu thêm 10 năm, e rằng tôi cũng không còn là đối thủ của cậu. Giờ phút này, Trương Đạo Linh chắp hai tay ra sau lưng, ngạo nghễ đứng đó, thái độ ngạo mạn mang vẻ thống trị được thiên hạ. Cụ ta liếc nhìn đám người vừa nãy còn chuẩn bị cúi đầu trước Tiêu Chính Văn, lạnh lùng cười nói, tôi tung hoành thiên hạ hơn mấy chục năm nay,
sao lại có thể so sánh với một tên nhóc phát mũi chưa sạch chứ? Hành động vừa nãy của các người tôi đều thấy rõ mồn một. Nói cho các người biết, lần này sau khi trở về, mỗi người phải giao một nửa tài sản của mình cho nhà họ Trương, nếu không, tôi sẽ giết chết cả nhà các người. Giọng nói của Trương Đạo Linh vang vọng bên tai mọi người rất lâu. Tất cả mọi người có mặt đều cảm nhận được hơi thở chết chóc của Trương Đạo Linh. Trong lòng bọn họ đều thấy vô cùng hối hận, nghĩ cũng đúng, Trương Đạo Linh tung hoành thiên hạ bao lâu rồi. Còn Tiêu Chính Văn mới bao nhiêu tuổi, làm sao một tên nhóc con lại có thể là đối thủ của Trương Đạo Linh được chứ? Vừa nãy chắc chắn Trương Đạo Linh là cố ý tỏ ra yếu đuối trước mặt Tiêu Chính Văn, chỉ chờ cơ hội ra tay. Nhìn thấy cảnh tượng này, Độ Thiên Chân Nhân và Tần Vũ không khỏi liên tục thở dài. Thực lực của Tiêu Chính Văn quả thực phi thường, nếu giao đấu trực tiếp, Trương Đạo Linh không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Nhưng cụ ta lại quá cáo già, so với thủ đoạn đê tiện này, Tiêu Chính Văn hoàn toàn không phải là đối thủ. Tiêu Chính Văn, không phải cậu cho rằng tôi thật sự thua cậu đấy chứ? Ha ha, đó chỉ là muốn để cho cậu lơ là cảnh giác, để cậu cho rằng mình đã thắng rồi. Nói cho cậu biết, tôi chỉ là không muốn phí sức với cậu nữa thôi. Sao nào, bây giờ còn có thể động đậy được nữa không? Trương Đạo Linh chắp một tay ra sau lưng, ung dung đi về phía Tiêu Chính Văn. Chương 1758. Giờ phút này, tất cả mọi người cuối cùng cũng hiểu được sự đáng sợ của ba chữ Trương Đạo Linh. Cụ ta không chỉ có sức mạnh, mà thủ đoạn còn nhiều vô kể. Chỉ riêng kinh nghiệm chiến đấu cũng khiến cho người trẻ tuổi như Tiêu Chính Văn theo không kịp. Theo lẽ thường mà nói, Trương Đạo Linh hẳn sẽ không thèm chấp Tiêu Chính Văn, nhưng đây chính là điểm khác biệt giữa Trương Đạo Linh và những người khác, cho dù là đối diện với đối thủ ở cảnh giới chiến thần, cụ ta cũng sẽ đáp trả một cách thận trọng. Tuyệt đối không coi thường kẻ thù, chính nhờ sự cẩn thận và dè dặt này mà cụ ta mới có thể sống đến ngày hôm nay. Có thể nói, cuộc chiến này của Trương Đạo Linh với Tiêu Chính Văn, từ đầu đến cuối, chỗ nào nên áp chế, chỗ nào nên lùi bước, nên dùng cách gì, nên làm thế nào đều đã được Trương Đạo Linh tính toán xong từ trước. Thật đáng tiếc, thật ra có lẽ trong tương lai cậu có thể trở thành một thiên vương chân chính. Nhưng mà, cậu hết cơ hội rồi. Trương Đạo Linh lạnh lùng cười nói. Thiên vương chân chính, Tiêu Chính Văn nhìn Trương Đạo Linh một cách khó hiểu. Ông Lư, ông có thể giải thích cho cậu ta. Trương Đạo Linh giễu cợt nói. Ông Lư khẽ lắc đầu, cười khẩy nói, Tiêu Chính Văn, cậu cho rằng cảnh giới thiên vương thực sự giống như những gì cậu hiểu sao? Nếu chỉ đơn giản là sức chiến đấu, vậy chủ soái và thiên vương có khác gì nhau? Cảnh giới thiên vương chân chính có sức mạnh kinh thiên động địa. Chỉ có thiên vương như vậy mới có thể thăng cấp trở thành thiên thần. Theo tuổi của cậu mà nói, chưa tới 10 năm, cậu nhất định có thể trở thành thiên vương chân chính. Nhưng mà bây giờ, ha ha, trong lòng ông Lư vô cùng đắc ý, xem ra để Tiêu Chính Văn và nhà họ Trương kết thù là một ý tưởng sáng suốt. Tiêu Chính Văn, những điều nên nói tôi cũng đã nói hết, hôm nay tôi dạy dỗ cậu đủ rồi, kiếp sau, nhất định phải nhớ người trẻ có thể điên cuồng, nhưng không được càn rỡ. Đắc tội với những người không thể đắc tội, cậu sẽ không gánh nổi hậu quả. Cứ như vậy đi, tôi sẽ tiễn cậu lên đường. Nói xong. Khí thế của Trương Đạo Linh đột nhiên trỗi dậy. Cụ ta đưa một tay ra, thanh kiếm thất tinh tang môn lập tức bay trở lại trong lòng bàn tay. Sau đó, cổ tay cụ ta khẽ lật, vài đóa hoa kiếm bắn ra, tia sáng bén nhọn lóe lên, phi thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Chương 1759. Lúc này tất cả mọi người mới hoàn hồn lại, đây mới là thực lực của nhà họ Trương. Nhà họ Trương ở Thiên Sơn trước giờ vẫn luôn là sự tồn tại bí ẩn. Không ai biết rốt cuộc phần mộ tổ long chôn giấu bao nhiêu bí mật. Trương Đạo Linh chỉ là một người đại diện ở giới thế tục, nói thẳng ra chỉ là một nhân vật nhỏ chịu trách nhiệm ngoại giao với bên ngoài của nhà họ Trương. Điều này càng đáng sợ hơn, một nhân vật nhỏ đã có thể có bản lĩnh đến thế, có thể khiến Tiêu Chính Văn chịu thiệt lớn đến mức đó, thậm chí không có khả năng kháng cự, điều này đã đủ để chứng tỏ vấn đề. Trước đó Đông Phương Ngạo Vũ cũng đại diện Hoa Sơn quyết đấu với Tiêu Chính Văn ở Long Kinh, kết quả thì sao? Tiêu Chính Văn gần như không tốn bao nhiêu sức lực đã đánh bại Đông Phương Ngạo Vũ trước mặt mọi người. Nhưng hôm nay Trương Đạo Linh lại có thể khiến Tiêu Chính Văn mất hoàn toàn khả năng chống cự. Quan trọng nhất là từ sau khi Tổ Long về chầu trời, tất cả kỹ năng bí mật về trận pháp đều chôn sâu dưới lòng đất cùng với Tổ Long.
người duy nhất có thể tiếp xúc với những bí mật này cũng chỉ có người nhà họ Trương mà thôi. Một luồng kiếm quang đánh tới, Tiêu Chính Văn đã không thể né đòn được nữa. Chất lỏng màu đen đỏ đó vẫn dính trên người Tiêu Chính Văn khiến anh gần như không thể nhúc nhích. Chủ thượng, Độ Thiên Chân Nhân thấy thế bèn rút kiếm trong tay ra định đỡ lấy đòn của Trương Đạo Linh, Tiêu Chính Văn bỗng xua tay nói, đừng qua đây. Cùng lúc đó trong lòng bàn tay Tiêu Chính Văn bỗng xuất hiện một luồng sáng vàng. Sau khi ánh sáng vàng này xuất hiện, chất lỏng màu đỏ sẫm trên người anh lập tức rơi ra, cùng lúc đó Tiêu Chính Văn cũng nhúc nhích được. Thanh giáo dài liệt long màu đỏ bỗng phóng ra, mũi giáo đâm thẳng vào ngực Trương Đạo Linh. Đây là chiêu thức mạng đổi mạng, trong tình huống này Tiêu Chính Văn cũng chỉ có thể dùng cách này để đỡ đòn của Trương Đạo Linh. Trương Đạo Linh không khỏi kinh ngạc khi thấy Tiêu Chính Văn lại có thể phá được kỹ thuật bí mật của nhà họ Trương, đồng thời thanh kiếm dài cũng hơi đờ ra trong phút chốc. Thấy thanh giáo dài liệt long màu đỏ sắp đâm thẳng vào ngực mình, Trương Đạo Linh vội lách người né đòn. Cảnh tượng này khiến mọi người không khỏi há hốc mồm, Tiêu Chính Văn làm thế nào mà được như thế. Nhưng đây đã không còn quan trọng nữa, Trương Đạo Linh tức tốc lùi ra xa mười mấy bước, sau đó xoay người nhìn Tiêu Chính Văn, ánh mắt hiện lên sự khó hiểu, sao cậu có thể phá được kỹ năng bí mật của nhà họ Trương. Chương 1760. Xem ra trên người cậu cũng có bí mật rất lớn, chắc hẳn Thiên Sơn Thư Lục của nhà họ Tiêu đang nằm trong tay cậu nhỉ. Tiêu Chính Văn chỉ là một người ở thế hệ sau, không thể nào biết đến cách phá giải. Cách giải thích duy nhất là trong Thiên Sơn Thư Lục của nhà họ Tiêu có ghi chép lại phương pháp bí mật này. Nói chính xác hơn là người duy nhất có thể ngang tài ngang sức với nhà họ Trương chỉ có nhà họ Tiêu thôi. Mặc dù Thiên Sơn Thư Lục không giữ lại quá nhiều trận pháp bí ẩn cổ xưa giống phần mộ tổ long, nhưng Thiên Sơn Thư Lục cũng có cả La Vạn Tượng, có thể nói là một bộ bách khoa toàn thư của thế gian. Hơn nữa kỹ năng võ thuật được ghi chép trong Thiên Sơn Thư Lục cũng nằm ngoài tầm với của nhà họ Trương. Những thứ gọi là bí thuật của nhà họ Trương chỉ là mấy trò trẻ con thôi, đây là một loại thuốc gây tê được tên là Thiên Thần Túy, tiếc là ông không nên dùng vào lúc này. Tiêu Chính Văn chỉ vào mặt trời trên đỉnh đầu. Cái gì? Trương Đạo Linh không khỏi ngẩng đầu lên nhìn mặt trời bên trên. Hả? Trương Đạo Linh không khỏi hít sâu một hơi. Thành thật mà nói, mặc dù cụ ta là người nhà họ Trương nhưng bản thân cụ ta lại không hề biết rõ những điều kiêng kỵ với Thiên Thần Túy này. Thật ra loại thuốc gây tê này cực kỳ khó tìm, cũng chỉ có ở trên đỉnh núi Thiên Sơn, cứ 10 năm mới có được mấy cây nhưng chất độc này sợ nhất là ánh mặt trời. Tác dụng của thuốc sẽ liên tục bị suy yếu dưới ánh nắng mặt trời. Vừa rồi khi Tiêu Chính Văn bị trúng độc, đúng là tay chân anh bị tê không thể động đậy. Nhưng Tiêu Chính Văn lại phát hiện chỉ có sau lưng mình mới không có cảm giác tê, ban đầu Tiêu Chính Văn cũng hơi khó hiểu. Sau đó anh bỗng nhớ đến trong Thiên Sơn Thư Lục có ghi chép một loại độc kỳ lạ, nói chính xác hơn là thuốc gây tê thay vì nói nó là chất độc. Đây cũng là nguyên liệu chủ yếu mà năm đó Hoa Đà dùng để điều chế ra ma phí tán. Vì ngay cả cường giả cảnh giới thiên thần cũng không thể kháng cự lại loại thuốc tê này, thế nên mới có tên là Thiên Thần Túy. Trương Đạo Linh nghiến chặt răng, híp mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn. Ông Lư nhìn Tiêu Chính Văn và Trương Đạo Linh nghiến răng nói, e là hôm nay Trương Đạo Linh phải chấp nhận sự thật thua cuộc rồi. Ngay cả Thiên Thần Túy cũng bị Tiêu Chính Văn vô tình phá được thì phải nói vận may của cụ ta khá nát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 72.